chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 61, Người có không muốn ta, Cố Thanh chỉ rất cao rất căng thực, Lâm nhuận nhuận chỉ tới hắn dày đặt lồng ngực chỗ, hai người thân cao hình thể trên lệch cực lớn, nhưng Lâm nhuận nhuận giờ này khắc này tại trên chút phòng bếp nhỏ bên trong chỉ có khẩn trương, không có e ngại, nàng biết rõ cố thanh chỉ chỉ là nhìn dọa người, cũng sẽ không làm tổn thương nàng sự tình. Một cái chỉ cần đi khẩn cầu cha ruột thương hại liền có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt người lựa chọn gian khổ dốc sức làm thời gian, là đủ nói rõ hắn là cái tự chủ cực mạnh người, thấy cố thanh chỉ chậm rãi tới gần, Nàng hai tay đẩy tại hắn cơ bắp nổi lên căng đầy trước bộ ngực, mềm mềm quan tâm hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Hôm nay đi An Dương Thành gặp được không tốt sự tình rồi sao? Vẫn là bị cái gì không tốt kích động, không phải làm sao vừa về đến đối nàng cử chỉ khác thường, dĩ vãng hắn đều không có dạng này nha?" Ách, à, cũng sẽ nhìn nàng chăm chăm, nhưng sẽ không rõ ràng như thế, trước mặt bộ dáng da thịt trắng nõn nà, tiếng nói mềm mềm nhu nhu, thần sắc là đối hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng lo lắng. Cố Thanh chỉ sợ sẽ hù dọa nàng, nhưng trong lòng kia cổ bức thiết thúc đẩy hắn rất muốn cầu chứng, tỉnh mịch ánh mắt rơi vào chống đỡ tại hắn trước bộ ngực xanh nhạt mềm non tay nhỏ bên trên, cách thật mỏng vải áo, trên tay nàng nhiệt độ nóng bỏng hắn, kia một khối nho nhỏ địa phương, nóng hắn phản phất toàn thân dân lên một cổ nóng bỏng, lâm nhượng nhượng thấy Cố Thanh chỉ hai con ngươi đổi mà rơi vào trên tay nàng, cho là hắn là ghét bỏ phía trên dính bột mì lại dính cho thang vết bẩn, không được tự nhiên thu tay lại. Kỳ thật trải qua cái này hơn 10 ngày phong phú dinh dưỡng ăn uống, cùng mỗi ngày uống không gian bên trong ngọt mát lạnh nước suối, nàng cả người so với lúc mới tới khô quắc gầy gò đã nở nang rất nhiều, làn da càng là tốt không được, biến trắng mấy cái độ không nói, còn đặc biệt tinh tế bóng loáng, nước nhuận nhuận, liền chính nàng cũng nhịn không được kiểm tra, nhất là một đôi nấu cơm làm đồ ăn tay, đặt ở dĩ vãng khẳng định sẽ có vết rạn cùng kén loại hình A, nhưng là bây giờ mạnh mẽ trắng nõn lại ống ánh nước dù là dính bột mì cùng tro than, nhìn cũng không phải rất bẩn thiểu, chẳng qua cố thanh chỉ ghét bỏ làm bẩn hắn y phục, nàng vẫn là đem hai tay thu hồi xuôi ở bên người, lại có chút không hiểu, rõ ràng là hắn nhất định phải tới gần nàng mới bất đắc dĩ làm bẩn hắn y phục, cũng không phải nàng cố ý, thấy lâm nhuận nhuận cắn môi cánh, cúi đầu không nhìn hắn nữa, mềm nộn hồng nhuận gương mặt thở phì phì, cố thanh chỉ đầy mắt nàng đặc biệt đáng yêu đồng thời vừa khẩn trương sợ lên, nàng sinh khí rồi cho là hắn dạng này mạo phạm nàng a à, vẫn là hắn hù dọa nàng rồi cũng thế từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân cường tráng hình thể tăng thêm phá tướng liền đại sơn thôn bên trong các hắn tử thấy hắn đều sẽ không tự chủ tránh đi chớ nói chi là kiều kiều mềm mềm nhuận nhuận hắn khẩn trương lui lại hai bước đem hai người kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách cúi đầu nói năng lộn xộn giải thích ta ta không phải cố ý ta chỉ là chỉ là ta không có không tôn trọng ngươi lâm nhuận nháy nháy mắt trong tai nghe cố thanh chỉ nói năng lộn xộn giải thích, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ý tứ miễn cưỡng cũng nghe minh bạch, dù sao hắn không phải ghét bỏ nàng là được, về phần tôn trọng không tôn trọng, hắn luôn luôn rất tôn trọng nàng nha, vì sao đột nhiên nói cái này, chẳng qua đây không phải trọng điểm, nàng quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nha, trước khi ngủ nhất định phải nhớ kỹ hỏi thăm lâm an, thấy nhượng nhuận không tức giận, cố thanh chỉ dẫn theo tâm chậm rãi thả một nửa xuống tới, sợ hù dọa nàng hắn không còn dám dựa vào rất gần lại muốn cầu chứng gập ghềnh hỏi ra lời ta không biết sao rất nhớ ngươi ta ra ngoài lúc ngươi có không có không muốn ta đi nam dương quận thời điểm muốn nàng so sánh với thanh tịnh thời điểm hắn càng thích bận rộn bởi vì thanh tịnh thời điểm đầy trong đầu đều là nàng hắn khống chế không nổi sẽ nghĩ nàng đang làm cái gì ăn hay chưa ngủ không có không cũng đang suy nghĩ hắn hắn cái dạng này không có cố thanh lễ phiêu giật xuất trần cũng không có cố thanh lễ văn thải đáng giá nàng nghĩ a à, cũng không luận nhuận nhuận có muốn hay không hắn hắn vẫn khống trụ hay không trụ nghĩ bức thiết muốn nàng để nàng trở thành hắn lâm nhuận nhuận không nghĩ tới cố thanh chỉ sẽ hỏi ra những lời này đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên đỏ ửng hắn hắn sau khi trở về một điểm không có biểu hiện ra ngoài điểm ấy a à, ách cũng không phải tối hôm qua hắn cùng nàng đều bề bộn nhiều việc chân không chạm đất cái chủng loại kia bận biệu nhiều người lại lộn xộn ngay cả nói câu nói thời gian đều không chờ hắn bận biệu thôi lúc nàng đã vào nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng thảo luận đi An Dương Thành chọn mua vật liệu thời điểm ngược lại là cùng một chỗ nói một chút lời nói. Nhưng kia hoàn toàn là đàm luận cần phải mua vật phẩm, tăng thêm còn có lâm an lâm toàn tại, muốn nói cũng không được nói nha. Bên kia chờ đợi cố thanh chỉ chỉ cảm thấy thời gian phá lệ dài dằng dặc Hắn muốn nghe đến câu trả lời của nàng, lại sợ câu trả lời này không phải hắn muốn nghe muốn. Từ đáy lòng phun lên thật sâu tự ti, hắn vội vàng khẩn trương nói, một chút xíu cũng là nghĩ nhuận nhuận có hay không hắn không dám yêu cầu xa vời nàng như hắn muốn nàng một loại nghĩ hắn dù là chỉ có một chút nghĩ hắn hắn liền thỏa mãn lâm nhuận nhuận chỉ cảm thấy tại cố thanh chỉ cực nóng hừng hực trong ánh mắt nàng như là bị đặt ở trong nước nóng đun sôi con tôm lại như cùng trên lửa thiêu đốt con cua cả người đỏ rừng rực thật không có sao nhuận nhuận trầm thấp ngầm câm tiếng nói bên trong mang theo khẩn trương cùng chờ đợi lần đầu tiên nghe cố thanh chỉ gọi nàng tên đơn giản hai chữ bị hắn ngầm câm tiếng nói hô lên quả thực là sinh ra vô biên lưu luyến nghĩ nghĩ lâm nhuận nhuận cảm thấy lấy quá khứ nàng cũng không phải là khiếp nhược tính tình làm sao bây giờ trả lời cố thanh chỉ lúc tiếng như mũi vo ve thấp không thể nghe thấy cố thanh chỉ vẫn là nghe được thô kệch trên mặt lo lắng rút đi khóe môi nhiều lần dương lên bình thường ngoan lệ mặt mày giờ này khắc này dị thường nhu hòa hắn nghĩ ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ lại phát hiện vô luận như thế nào cũng đè nén không được ý nghĩ trong lòng thốt ra ta cho ngươi chọn y phục tài năng thích không lâm nhuận nhuận coi là cố thanh chỉ hỏi chính là vải vóc chất liệu hắn tại nam dương quận chọn lựa vải áo đều là thượng hạng sờ tới sờ lui mềm nhuận tơ lụa nàng đương nhiên thích trừ một nước màu đỏ bên ngoài không có gì có thể bắt bẻ nàng nhẹ gật đầu cố thanh chỉ càng thêm vui sướng không biết chuyện gì xảy ra cho nhuận nhuận mua đồ so cho chính hắn mua đồ còn để hắn vui vẻ vui vẻ hắn vừa muốn đem tất cả tốt đều nâng ở trước mặt nàng để nàng chọn lựa nhìn nàng vui vẻ hắn liền vui vẻ nghĩ đến những cái kia vải vóc hắn nói tiếp vải bố đã phát xuống đi mấy ngày nữa làng bên trên người lục tục ngo ngoe sẽ mặc vào quần áo mới khi đó liền biết nhà nào phụ nhân cắt may chế áo tay nghề tốt nhất đến lúc đó để nàng cho nhuận nhuận cắt may chế bộ đồ mới có được hay không lâm nhuận nhuận sao cũng được lại nghe được cố thanh chỉ ảo não bổ sung không thể mời trong thành tay nghề tốt may vá tùy cơ ứng biến ủy khuất nhuận nhuận ủy khuất sao lâm nhuận nhuận một điểm không cảm thấy ủy khuất nha trên thực tế cũng liền cố thanh chỉ suy xét chu toàn lại đối nàng tốt nàng sẽ không làm y phục hắn chẳng những không có bức bách nàng đi học đi làm ngược lại sớm nghĩ đến thu xếp tay nghề tốt phụ nhân cho nàng cắt đưa bộ đồ mới còn vì không thể cho nàng tốt hơn mà lòng tràn đầy áy náy đồng dạng một sự kiện nếu như đổi thành cố thanh lễ sẽ chỉ ghét bỏ nguyên chủ vô dụng, liên y váy cũng sẽ không làm đi. Mà cố thanh lễ kia cả một nhà người, đừng nói thông cảm, sợ là bức bách cũng phải bức bách nguyên chủ đi học đi làm. Chương 62, đi gà lượng tiêu thụ, không ủy khuất nha, ngươi làm nhiều tốt. Lâm nhuận nhuận nhẹ mềm cho tán thành, trước mặt cố thanh chỉ thô kệch trên mặt lập tức lộ ra vui vô cùng cười, mở miệng nói ra, loại kia phòng ở mới hoàn thành, chúng ta, tỷ tỷ cơm tốt chưa? lại không có tốt, ngươi cũng chỉ thừa một cái đệ đệ nha. Bên ngoài truyền đến Lâm An Khoa trương tiếng kêu, đánh vỡ nho nhỏ trong phòng bếp lưu luyến bầu không khí. Cố Thanh chỉ nói còn chưa dứt lời, Lâm nhuận nhuận ngửa đầu nhìn về phía hắn, trong hai mắt đựng đầy hỏi thăm. Cố Thanh chỉ lại không còn nói tiếp, ngược lại nói ra, ngươi đi ra bên ngoài ngồi chờ, ta đến bưng thức ăn. Lấy Lâm An tính tình tất nhiên sẽ xông tới, dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong nhuận nhuận làm sao lại có tâm tư trả lời hắn hắn không sợ các loại, chỉ sợ chờ đến trả lời chắc chắn không phải hắn đêm đêm nhớ nghĩ. Lâm nhuận nhuận đối với Lâm An cái gì tính nết lại quá là rõ ràng, lời này là hắn thúc cơm nhất quán sáo lộ, chẳng qua thấy Cố Thanh chỉ không có nói tiếp, nàng cũng không tốt hỏi lại, hôm nay Cố Thanh chỉ vốn đã khác thường, tỷ Lâm An vọt vào, đầu tiên nhìn thấy trên thất trưng bày thức ăn, hai mắt tỏa ánh sáng, không chút nào keo kiệt khoa trương tán dương, thật nhiều ăn ngon, mỗi dạng đều là ta thích ăn tỷ ta thật sự là quá lợi hại cái gì cũng tốt lâm nhuận nhuận bật cười nấu cơm người không thích nhất đại khái chính là đồ ăn làm tốt lại bị chọn ba lấy bốn nói ăn không vô a à. thích nhất đơn giản là cổ động thực khách hai cái đệ đệ cùng cố thanh chỉ không thể nghi ngờ là tốt nhất cơm mối nối tỷ ngươi vất vả nhanh đi bên ngoài ngồi chờ ăn cơm bưng thức ăn giao cho ta đến lâm an mừng khấp khởi biểu hiện nói sau đó a à, thật dài một tiếng không hiểu hỏi cố đại ca ngươi so với chúng ta đến sớm thời gian dài như vậy ta còn tưởng rằng vừa về đến đồ ăn đã mang lên cái bàn liệt làm sao cái gì cũng còn không nhúc nhích a à. ngươi đi nhanh như vậy không phải là bởi vì đói nghỉ sớm một chút ăn cơm sao lâm nhuận nhuận vốn còn nghĩ nói nàng cùng một chỗ bưng thức ăn nghe được nhà mình đệ đệ tra hỏi về sau khuôn mặt nhỏ bạo đỏ vội vàng chạy trối chết cố thanh chỉ hai mắt không cam lòng không muốn từ kiều nhuyễn bộ dáng trên thân rút về không có trả lời lâm an tra hỏi mà là nói ra, trong nồi còn có hầm lớn ngỗng cùng bột ngô bánh bột ngô, hoa. Tỷ ta thật là một cái bảo. Lâm An thành công bị chuyển di tiêu điểm, không để ý tới khác, vội vàng đi mở vung đóng. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen, thừa dịp chân trời dư quang Lâm Toàn đầu tiên là cho Cố Thiên Lý Cố Vân đưa một chậu hầm ngỗng về sau, bốn người mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều. Từ khi Cố Thiên Lý dùng cho cưới sau ở lại phòng dựng tốt, Cố Vân cũng đi theo Cố Thiên Lý dọn tới hai người đã nổi lửa nấu cơm, mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, hai người kiên trì không được đến ngồi cùng bàn mà ăn. Hơn nữa nhìn cố vân thái độ, sợ là về sau cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo chủ tớ yêu cầu chính hắn. Lâm nhuận nhuận cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể thỉnh thoảng để Lâm Toàn đưa chút đồ ăn đi qua cho hai người cải thiện cơm nước đồng thời bổ sung chút dinh dưỡng. Không có những người khác tại, ăn bảy tám phần no bụng Lâm An bắt đầu báo cáo hôm nay thành quả, tỷ Chúng ta nuôi gà vừa vặn rất tốt bán, đệ đệ ngươi ta thật là một cái kinh thương tiểu năng thủ. Đối với Lâm An mèo khen mèo dài đuôi, Lâm nhuận nhuận tập mãi thành thói quen, căn bản không đáp lời nói, chờ lấy hắn sau đó nói trọng điểm. Lâm Toàn cũng là như thế, thấy tỷ tỷ cùng đệ đệ đều không cổ động, Lâm An cũng không giận, vẫn mừng khấp khởi mà nói, ta cùng cố đại ca đầu tiên là đi An Dương Thành bên trong lớn nhất xa hoa nhất Tửu lâu dạo qua một vòng cùng trưởng quỷ nói một con đồng dạng trọng lượng gà so với bọn hắn mua nơi khác tiện nghi bên trên ngũ văn tiền, ngươi nghĩ a, à, một con gà tiện nghi ngũ văn tiền, tử lâu một ngày nếu là bán 10 con gà, vẻn vẹn loại này đồ ăn, trưởng quỷ liền có thể kiếm 50 văn, trưởng quỷ tại chỗ hạ đơn đặt hàng, ước định cẩn thận 7 ngày đưa một lần, một lần ít nhất 100 con. Lâm nhuận nhuận cùng Lâm Toàn đối với khởi đầu tốt đẹp phi thường hài lòng. Lâm An đúng là làm ăn liệu. Tại Hoa Quốc lúc, bọn hắn nuôi gà thuộc về sơn lâm đi gà bán lên giá không lo nguồn tiêu thụ nhưng ở đại ninh triều mọi người đều là nông gia đi gà mà lại bọn hắn không phải mấy cái mười mấy con mà là một lần xuất lồng hàng ngàn con như thế số lượng lớn vẽn vẹn vụn vặt bán là không thực tế lại phế thời gian lại phế nhân lực mình mở tửu lâu cửa hàng bán đầu nhập chi phí to lớn bếp sau tiếp tân tiểu nhị chờ một chút nhân viên cần không phải số ít chính yếu nhất chính là hiện tại thế đạo không tốt phi thường loạn, có khả năng phía trước vừa đầu nhập, sinh ý tốt bị quan nha ăn hoặc là đụng tới nạn binh hỏa, lập tức tiền bạc toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, càng nghĩ, tại thế đạo loạn hiện tại vẫn là bán tương đối tốt, bán tiền bạc đổi thành vật tư trở về, ổn thỏa, đối diện Lâm An tiếp tục nói, cái khác mấy chỗ tử lâu cũng là như thế, đồng dạng ước định đưa hàng thời gian và số lượng, An Dương thành chính tòa tử lâu, một lần đưa hàng lượng là tại 600 con, còn có 5 nơi thanh lâu sở quán, chỉ năm nơi vậy mà so chính tòa tử lâu nhu cầu lượng còn lớn. Trọng vẹn muốn 800 con, Lâm An nói xong tấm tắt lấy làm kỳ lạ, hiển nhiên chính hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm nhuận nhuận ngược lại là có thể hiểu được, đi thanh lâu sở quán địa phương tâm tư người không đang ăn ăn bên trên, tú bà nhóm đương nhiên là cái gì mắc hơn cái gì, tiếp lấy chúng ta lại chạy trong thành mấy chỗ nhà giàu phú hộ, đồng dạng cùng quản gia đàm, số lượng này không có nhiều như vậy, hết thảy đại khái tại 300 con đi. 7 ngày đưa một lần hàng, một lần có 1.700 con trái phải, không gian gà cung ứng bên trên hoàn toàn không có vấn đề. a à, đúng, cố đại ca nói lần sau vận gà vào thành không thể dựa vào chúng ta, muốn dùng xe lừa bên ngoài vận đi qua. Lâm An nói bổ sung, Lâm nhuận nhuận cho rằng cố thanh chỉ suy xét nhiều đúng, ngược lại nhìn về phía cố thanh chỉ hỏi, người mỗi lần vận đi qua a à, cố thanh chỉ bị bên cạnh thân người nhìn chăm chú lên, nắm đũa tay nắm thật chặt, hắn trầm giọng nói ra, Ta chuẩn bị từ trong làng chọn một phê cơ linh nhanh nhẹn hán tử ra tới. Mang lên đào tạo thành một chi thương đội. Từ bọn hắn phụ trách gà vịt những vật này vận chuyển. Về sau cái khác hàng hóa cũng là như thế. Lâm Toàn cũng đồng ý. Nói ra, không gian bên trong gà vịt trứng ngỗng mỗi ngày có thế nở. Mấy ngày liền trưởng thành, vẹn vẹn cung ứng An Dương Thành. Vừa đến nó ăn không vô nhiều như vậy lượng. Thứ hai cũng quá gây chú ý. Thành lập chính chúng ta thương đội. Còn có thể vận chuyển về Nam Dương quận bán tiền bạc đổi thành vật tư liên tục không ngừng trở về chúng ta thôn. Lâm nhuận nhuận gặm tiêu chuối tiêu hương bột ngô bánh bột ngô, nghe xong đệ đệ nói lời sau lại tự nhiên nhìn về phía cố thanh chỉ. Trong bốn người chỉ có cố thanh chỉ là sinh trưởng ở địa phương Đại Ninh Triều Người, lại hữu dũng hữu mưu, đương nhiên muốn nghe một chút ý kiến của hắn nha. Cố thanh chỉ chỉ cảm thấy bị nhuận nhuận toàn thân tâm tín nhiệm cùng ý lại thật tốt, nhuận nhuận cứ như vậy tin tưởng hắn a à. vui sướng trong lòng bong bóng không ngừng toát ra, hắn mở miệng, Vâng, cho nên lần này đi An Dương Thành, mua nhiều nhất chính là con lừa con non, nói lên mua con non sự tình, bên kia Lâm An tức giận không thôi, ta lúc đầu muốn mua nhất heo con, hai người các ngươi không biết, heo con có bao nhiêu hút hàng, những người kia căn bản không bán cho chúng ta, hắn nướng thịt ba chỉ, tư tư bốc lên dầu thịt ba chỉ tự do, không có, chương 63, mua heo con, thịt heo vì sao được hoan nghênh nhất, chủ yếu là tốt phối đồ ăn, một cân thịt heo hận không thể có thế phối năm cái đồ ăn mỗi dạng đồ ăn đều không hiện keo kiệt đồng thời chất béo nhiều đối với không thiếu chất béo người mà nói nó ăn ngon đối với thiếu chất béo người mà nói nó càng thêm ăn ngon nuôi dê cùng con lừa người ít hai thứ này con non nhiều nhất trâu cùng heo không có muốn dự định đám tiếp theo lâm an tháng xong khí đem tình huống từng cái nói rõ ràng lâm nhuận nhuận cùng lâm toàn không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân con lừa mặc dù cũng có thế cày ruộng có thế cổng hàng, nhưng cày ruộng không có trâu cày nhiều, cổng hàng cũng không có trâu cổng nặng, tại An Dương thành nông hộ chủ chọn vẫn là trâu cày, dê cùng heo lại càng không có khả năng so sánh, không nói thể tích, vẻn vẹn dê mùi vị thật nhiều người không chịu nhận, thuộc về thích ăn người đặc biệt thích ăn, không thích ăn người liền hương vị cũng không thể nghe, mà thích ăn dê dù sao chỉ là như vậy một nắm, thị trường không có thịt heo lớn, bán tự nhiên không có heo con tốt các ngươi dự định đám tiếp theo sao? Lâm nhuận nhuận thuận miệng hỏi thăm, Lâm An lập tức trả lời, đương nhiên dự định. Chẳng qua liền sợ dự định cũng vô dụng, bọn hắn khả năng vẫn là ưu tiên cho người quen biết cũ. Sau khi nói xong Lâm An nghĩ đến cái chủ ý, càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, vội vàng hiến bảo giống như nói ra, tỷ, dứt khoát chúng ta nuôi con lừa đi, ngươi nhìn nuôi con lừa nhiều có lời, có thế đất cày, có thế cổng hàng, có thế mang người, ăn cỏ liệu ngẫu nhiên mới cần phối hợp một chút thô lương, nuôi lên không uổng phí tiền, con non nhiều mua nổi đến cũng không khó khăn, cực kỳ chủ yếu là, nó thịt có thế ăn, da còn có thế lấy ra chế A dao. Có phải là phi thường hoàng mỹ, Lâm nhuận nhuận cùng Lâm toàn hai người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Lâm An, Lâm An bị nhìn trong lòng mau mau, lẩm bẩm hỏi, trên trời thịt trồng trên mặt đất thịt lừa, các ngươi chưa từng nghe qua, Lâm nhuận nhuận gật đầu, nghe qua, nhưng là ngươi phải hiểu được, có chút loại thịt không có đại quy mô phổ cập là có nguyên nhân. Thịt lừa tại một ít khu vực xác thực rất nhiều người ăn, nhưng khác khu vực rất ít người ăn nha, không chỉ là so thịt heo quý giá cả. Dù sao người nước hoa thích ăn nhất, đang ăn ăn bên trên nguyện ý dùng tiền. Thịt heo có chất béo, đây là chúng ta cần, không chỉ là ăn, là lấy ra làm xà phòng. Đừng nóng vội, ngươi nghe ta trước nói. Thấy Lâm An muốn phản bác, Lâm nhuận nhuận nhìn sang chặn lại nói bình thường tỷ đệ cãi nhau thời điểm Lâm An luôn có thể chiếm thượng phong, nhưng đến nói chính sự thời điểm, chỉ cần Lâm nhuận nhuận một cái mắt gió đảo qua đi, liền ngoan thoại đều không cần thả, Lâm An lập tức thành thành thật thật, cố thanh chỉ ở một bên nhìn suy nghĩ không thấu, Lâm Toàn, cái này đề hắn sẽ, đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch áp chế, dĩ vãng cha mẹ khi còn sống, hắn cùng ca ca dám không nghe ba mẹ lời nói, nhưng không dám không nghe tỷ tỷ ai cũng không phục, nhưng liền phục bọn hắn tỷ về sau suy nghĩ ra được cha mẹ đánh bọn hắn lúc là thu lực tỷ tỷ cùng bọn hắn đánh nhau lúc kia là thật đánh từ nhỏ đã đánh nhau không có thắng nổi có thế không sợ a à. bên kia lâm nhuận nhuận thấy nhà mình đệ đệ trung thực mới nói tỉ mỹ củ cải đường chế đường những cái kia củ cải đường cặn bã không cần tới chăn heo dùng để lãng phí a à. ngươi nói con lừa da chế tác a à dao ngươi biết làm thế nào không Khi công nghệ cùng lấy ra công xà phòng nhưng khác biệt mấy chục đạo chương trình một đạo sai đều không được càng đừng đề tập phía sau nguồn tiêu thụ loại hình hiện tại chúng ta có sân bãi có nhân lực có kỹ thuật tăng thêm đồ ăn sung túc vẻn vẹn thiếu heo con ngươi liền đổi chủ ý rồi lâm an nghe được một nửa lúc sau đã ý thức được sai sau khi nghe xong càng là cúi đầu thấp xuống dưa nhận sai nói tỷ ta không loạn đổi chủ ý lúc trước phụ mẫu ngoài ý muốn qua đời bọn hắn tuổi tác tiểu tỷ tỷ cũng không lớn không có tiền không ai mặc kệ trong thành vẫn là nông thôn thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu nhưng tỷ tỷ quả thực là nuôi lớn hắn cùng đệ đệ còn nuôi lên sơn lâm đi gà kiếm được tiền cải thiện sinh hoạt mặc dù không có tài phú tự do nhưng người khác có bọn hắn cũng có cũng không tiếp tục là vì sinh tồn mà là có thế thật tốt sinh sống dĩ vãng ngày tốt lành dựa vào là tỷ hắn lâm toàn nghĩ đến bọn hắn lúc trước quyết định nuôi gà lúc hắn cùng ca ca nhiều lần đến nhiều lần đi không quyết định chắc chắn được cũng là tỷ tỷ giải quyết dứt khoát. Ai nói nữ tử chỉ có thể quyết định việc nhỏ, hắn cảm giác nhà bọn hắn đại sự chuyện quan trọng đều là tỷ tỷ quyết định. Lâm nhuận nhuận thật cũng không tiếp tục truy vấn, đổi mà nói rằng, An Dương thành heo con khó mua là sự thật, chờ đi Nam Dương quận thời điểm nhìn nhìn lại, mà lại thôn chúng ta muốn hình thành tốt sinh thái chăn heo, dựa vào mua heo con rất được thị trường hạn chế, nghe ngóng dưới có không có thiếu bạc bán lão mẫu heo người ta, mua mấy đầu trở về gây giống, tốt. Lâm An Lâm toàn cùng nhau ứng thanh, cố thanh chỉ khóe môi dương lên, nhuận nhuận huấn hai cái đệ đệ thời điểm đang nháy tránh phát sáng. Lâm An Lâm toàn, từ khi cố thiên lý phòng dựng tốt cố vân cũng đi theo dọn tới về sau, Lâm An Lâm toàn hai người cũng thu thập giường chiếu đệm chăn đem đến cố thanh chỉ kia phòng đi. Hắn hai người nam cùng tỷ tỷ ở lại cùng một chỗ dù sao không tiện, trước đó hai gian phòng không có cách, hiện tại đằng mở lập tức chuyển rời đi, cho nên hiện tại Lâm nhuận nhuận một người độc chiếm một gian nhà tranh, nhà tranh không lớn, còn thỉnh thoảng rơi xuống vụn cỏ, bùn đất trên mặt đất ổ gà lởm chởm, nhưng nàng đã rất hài lòng. Nguyên bản bày ra lâm an lâm toàn giường cây địa phương, giường cây dọn đi sau bị mang lên một tấm trường một bàn, phía trên bày ra một ngọn đèn dầu, giấy bút nước trà cùng mấy thứ bánh ngọt cùng quả, bố trí thực dụng lại ấm áp, bọn hắn có không gian, tại cái này là lẫm triều đại ăn no bụng đồng thời còn có thế ăn ngon, so với sinh trưởng ở địa phương đại ninh triều người không biết tốt gấp bao nhiêu lần không gian có thể cung ứng bọn hắn ăn uống, nhưng bọn hắn cũng không thể mọi chuyện ỷ lại không gian, giai đoạn trước không gian tựa như một cái bảo tàng, có thể không hạn chế cung ứng, nhưng nếu như có một ngày không gian không có cách nào cung ứng đây, bọn hắn nhất định phải đem như thế lớn một mảnh thổ lợi dụng, về sau tự cấp tự túc, rửa mặt xong cố thanh chỉ đứng tại trắng nõn nà màn cửa trước, một mực không dám lên trước một bước, xuyên thấu qua màn cửa bên trên khe hở, hắn có thể nhìn thấy nhuận nhuận ngồi tại trước bàn viết chữ nàng đang viết gì? Đem chế tác xà phòng cần đóng mấy căn phòng làm nhà máy cùng mỗi gian phòng phòng công năng từng cái đánh dấu tốt. Bất tri bất giác đã qua hơn một giờ, Lâm nhuận nhuận duỗi lưng một cái, hoạt động hạ cứng đờ gân cốt. Chuyển động của thời điểm liền thấy bên ngoài màn cửa cường tráng thân ảnh thoáng một cái đã qua. Cố thanh chỉ lúc nào đến, là đi ngang qua liền đi vẫn là đứng đầy một hồi. Làm sao không có vào nhà tìm nàng đây? Sáng sớm, sương mù chưa tán thanh lâm thôn già trẻ lớn bé hơn 100 người đã đứng dậy bắt đầu làm việc, trứng, trứng việc còn có trứng ngỗng, mấy cái, ai, bên kia nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái, hôm nay thanh lâm thôn kinh hỉ là việc cùng ngỗng cho, mỗi gia đình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trứng, những người khác thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng ngỗng, dù là phía trên còn kề cận phân và nước tiểu, lại vẫn ảnh hưởng không được bọn hắn đối với trứng loại yêu thích, nhanh đi siêng năng làm việc, trở về liền có thể uống trứng hoa canh. Ngỗng cùng vịt dù là hôm qua đổi lại nhiều chỉ, không từng tới năm cũng là không có khả năng giết dù là một con ăn thịt, chẳng qua ăn thịt không nở, trứng hoa canh khẽ cắn môi vẫn là bỏ được. Chương 64, Đại Sơn thôn thôn dân còn có hai ngày qua gây sự, trải qua đói người, sau bất luận kẻ nào đều biết đồ ăn đáng ngưỡng mộ, cho nên khi nhìn đến trứng vịt cùng trứng ngỗng, dù là nhỏ nhất từ tiểu hoa từ tiểu thảo cũng chỉ là liếm môi một cái, không có mở miệng muốn ăn. Từ thiên nhìn xem hai cái gầy cùng như mèo nhỏ muội muội, hiểu chuyện làm người thấy chua xót, mở miệng nói ra, buổi trưa cơm đánh một cái trứng ngỗng làm trứng hoa canh, nhiều thả chút nước, từ tiểu hoa từ tiểu thảo hai người mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu, các nàng biết phải làm sao cơm, nước phải nhiều hơn, rau dại cũng phải nhiều hơn, dạng này khả năng đem bụng ăn no mây mẩy, từ lượng đem đánh gạch một muốn dùng khuôn mẫu, sẻn, hòn đá nhỏ kháng cầm lên, mắt nhìn bên ngoài mông lung sương mù, đối đệ đệ cùng hai cái muội muội căng dặn, từ minh ngươi hôm nay mang tiểu hoa đi làm năm phần sống, ngày mai lại mang tiểu thảo đi, trong nhà ngỗng muốn uy, vườn rau muốn đúng, hiện tại trong đất trên núi rau dại nhiều, nhưng tiếp qua 10 ngày nửa tháng, những cái kia rau dại sẽ từ từ già dặn không cắn nổi, chờ khí trời nóng bước lên, đồ ăn hạt giống cũng không cách nào loại, mùa thu không thu hoạch, liền chưa từng có đông rau quả. Cho nên phải thừa dịp hiện tại trời không có nóng lúc đem vườn rau chỉnh ra đến, biết sao? từ thiên thấy tuổi tác tiểu nhân đệ đệ muội muội không hiểu, kiên nhẫn giảng giải, cha mẹ qua đời sớm, chỉ có bọn hắn cái này làm ca ca giáo đệ đệ muội muội từ tiểu thảo dạ, đại ca nhị ca các ngươi yên tâm đi làm việc, ta hiểu được, làng thượng nhân nhiều, từng nhà sẽ lưu lại nhân thủ phụ trách mỗi bữa đồ ăn, nuôi nấng việc ngỗng, cả vườn rau cùng may xiêm y, trong đó còn có mấy cái nhiệt tâm đại nương cùng thím những cái kia đại nương cùng thím vừa vặn rất tốt, nàng có thể đi mời các nàng dạy nàng làm thế nào. Từ Thiên nhìn xem thấp thấp bé tiểu nhân muội muội, trong lòng không yên lòng, nhưng lại không yên tâm cũng không thể trễ nải nữa, hắn đối đầu Từ Lượng nói ra, chúng ta đi trước đi, muộn không có người khác đánh gạch một nhiều, khó coi, kỳ thật nếu như dựa theo tuyển chọn tiêu chuẩn đến xem, Từ Lượng không nhất định chọn bên trên, nhưng chủ tử cảm thấy người nhà bọn họ ít, còn có ba cái tuổi tác tiểu nhân đệ đệ muội muội, nói đánh gạch một là hai người phối hợp, một cái làm đại công suất lực khí, một cái khác làm tiểu công làm một chút hỗn hợp bùn đất phụ trợ công việc, người khác có vợ chồng phối hợp cùng một chỗ đánh, huynh đệ bọn họ cùng một chỗ cũng là có thể, cho nên hắn cùng từ lượng hai người một ngày liền có thể kiếm 20 công điểm, tự minh thêm tiểu hoa hoặc là tiểu thảo có thể kiếm 10 công điểm, người một nhà một ngày có thể kiếm 30 công điểm, 30 công điểm có thể đổi một cân nửa muối thô, đủ bọn hắn một nhà người ăn được mọc tốt thời gian dài, Từng, đại ca chúng ta đi nhanh lên đi ta nhìn sát vách lý đại ca bọn hắn đã xuất phát từ lượng so từ thiên còn gấp một đám làm việc người bên trong nếu là hắn cùng đại ca đánh gạch một ít nhất trên mặt không có quan a à. không chỉ lý gia từ gia những gia đình khác lục tục ngo ngoe trên lưng quốc xẻng hướng hậu sơn phương hướng đi đến để ở nhà từ tiểu thảo không dám chút nào chậm trễ thời gian nàng đi trước các mấy lớn giỏ cỏ dại trở về cho ăn ngỗng ca ca nói ngỗng không thể thả trong sông đi sợ thuận dòng nước chảy khắp không tìm về được chờ đằng sau hồ nước đào xong, đến lúc đó có thể đuổi nơi đó đi thả, cho ăn xong ngỗng, nàng mang theo dây leo bệnh sọc cùng quốc đi vườn rau. Vườn rau là tối hôm qua đại ca nhị ca trong đêm chỉnh ra đến, đồ ăn miêu là trước kia thiên lý thúc ở chỗ này gieo hạt ra, bọn hắn những người này nhà mỗi người đều có thể đi đào một bộ phận trở về loại, nếu là không đủ, còn có thể mình lại gieo hạt, hạt giống phu nhân đã để tú nhi tỷ mang về, muốn trồng người đi tú nhi tỷ chỗ ấy cầm là được nàng muốn trồng nhiều hơn rau quả, đem vườn rau mỗi miếng đất đều trồng lên rau quả trái cây, để ca ca tỷ tỷ nhóm tại hạ tuyết lớn mùa đông, không chỉ có rau cải trắng cùng củ cải ăn, còn có thế ăn được dưa gan cùng lão bí đỏ, để ở nhà phụ nhân đám trẻ con một điểm không có nhàn cắt cỏ dại cho ăn việc ngỗng, trồng rau, may sim y, sau đó bắt đầu đánh trứng hoa làm canh làm ăn uống. Bắt đầu làm việc hán tử cùng chúng phụ nhân càng là khí thế ngất trời đào hồ nước đánh gạch một, trồng trọt gieo hạt, cắm khoai lang miêu, thả khoai tây khối, làng bên trên mới tới người hết thảy 99 người, bắt đầu làm việc người tại 80 người, tăng thêm triệu xuân tỷ đệ 6 người cùng cố thiên lý, 87 người bên trong, 13 người phụ trách đỡ cày loại củ cải đường, bắp ngô, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, hạt vừng, đậu phộng những cái này có thể gieo hạt, một ngày đại khái tại 6-70 mẫu đất, còn sót lại 54 người thì lại một phân thành hai, 30 người phụ trách trồng khoai lang miêu cùng khoai tây khối, bọn hắn một ngày đại khái có thế loại 20 mẫu, mặt khác 24 người 22 hai hai phối hợp, đào hồ nước thổ đồng thời dùng để đánh gạch một, hai người một ngày đánh gạch một số lượng tại 800 khối trái phải, 12 tổ người một ngày đánh số lượng gần hơn vạn khối, liên tiếp 3 ngày, đã đánh gần 3 vạn khối đất phôi, cố thanh chỉ hạch toán hậu tâm bên trong đã nắm chắc, Lâm An nhìn xem thân thể cường tráng hơn 20 người, mỗi hai người một tổ, một người đem hỗn hợp tốt bùng đất đổ vào khuôn đúc bên trong, một người khác lập tức đem bùn nhồi vào bốn góc cũng thuận thế sang bằng, sau đó nhìn như nhẹ nhõm nhất lên khuôn đúc, một khối hoàn chỉnh gạch một liền làm tốt, hai người phối hợp ăn ý, tay chân lanh lẹ, bên cạnh thân lít nha lít nhíp đã làm tốt trên trăm khối, tốc độ này, đừng nói hắn hiện tại tiểu thân bản, chính là tại hoa quốc người đương thời cao mã đại hắn cũng là không được, so chịu khổ nhọc, vẫn là người trong thôn lợi hại, bên kia lâm an ngay tại so với ai khác lợi hại, bên này lâm toàn nhìn xem dài ước chừng 60cm, rộng 40cm, dày hơn 10cm gạch một khối, trong lòng tính toán đóng phòng ốc sự tình. Hắn ngược lại đối đầu bên cạnh đồng dạng đang suy nghĩ xây phòng cố thanh chỉ hỏi, cố đại ca, ngươi biết lợp nhà tử cần bao nhiêu gạch một khối không? Chờ cày bừa vụ xuân kết thúc, thanh nhàn xuống tới, liền có thể bắt đầu xây nhà, nhà tranh lại thấp lại thấp, âm u ẩm ướt, trời mưa qua đi còn có một cổ thối rửa một nát mùi, thật không tốt nghe cùng nó phi thường không phòng cháy, mùa thu muốn ngày mùa thu hoạch, càng thêm bận rộn, mà lại khi đó không có máy móc trợ giúp, một ngày không thể chậm trễ gặp gấp, mùa đông tuyết lớn đầy trời cũng không thích hợp lợp nhà tử, bọn hắn chỉ có mùa hạ đem phòng xây xong, cố thanh chỉ rõ ràng báo ra số lượng, ba gian phòng chính, cần gạch một năm đến sáu ngàn khối, lâm toàn tính nhẩm dưới, nói cách khác 24 người một ngày đánh gạch một đầy đủ đóng ba gian phòng chính cộng thêm phòng bếp nhà xí chờ một chút. Khi thừa dịp mùa hạ toàn bộ làng tân phòng xây xong cũng không phải không có khả năng sự tình. Hắn lại hỏi, cố đại ca ngươi biết ba gian phòng chính cần bao nhiêu mảnh nói không? Cố thanh chỉ không chút suy nghĩ nói, nói xám hơn 9.000 khối. Lâm An ở một bên nghe được, kích động sợ hãi tháng phục hỏi, cố đại ca, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lâm Toàn trong lòng ẩn ẩn hiển hiện một nguyên nhân, hắn hướng ca ca ra hiệu đừng có lại hỏi, thấy Lâm An căn bản không có nhận thu được, còn tại kích động chờ trả lời, hắn vượt lên trước nói sang chuyện khác nói ra, lại nói hôm nay là ngày thứ ba đi. Đại Sơn thôn thôn dân dựa theo kế hoạch hẳn là ngày thứ năm đến gây sự, còn có hai ngày có phải không? Chương 65, nhanh đi, Đại Sơn thôn thôn dân đổi hôm nay. Nói đến Đại Sơn thôn thôn dân đến gây sự, Lâm An quả nhiên không hứng thú lại tiếp tục hỏi. Đầu năm nay đánh trận toàn bộ nhờ nhân mạng lấp, Đại Sơn thôn mấy trăm người, dù là không phải toàn bộ đến, cũng không thể kinh thường. Vốn cho là rời xa Đại Sơn thôn, không ở trong thôn sinh hoạt không cần ngày mùa đoạt nước lập nhà chiếm diện tích rời xa phân tranh liệt không nghĩ tới cách xa như vậy còn có thế trong mà thèm chúng ta đồ vật quả nhiên a à, không có thực lực cách lại xa đều vô dụng vẫn là nghĩ chiếm ngươi lâm an ký vẫn điền ưng nói lâm toàn so với lâm an tỉnh táo nhiều tại hoa quốc cũng là sinh hoạt tại làng bên trên muốn nói giản dị người khẳng định có nhưng là càng nhiều hơn chính là loại kia cười người không oán hận người có Bây giờ đại sơn thôn người biểu hiện, mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng phù hợp nhân tính. Hắn báo cáo thanh lâm thôn bên trên chuẩn bị tình huống, dương thím cùng trịnh tẩu tử sẽ làm bó đuốc. Hai ngày này dành thời gian làm hơn 60 cái, ta đã cho các nhà phân phát xuống dưới. Đại sơn thôn thôn dân ỉ vào nhiều người đến đoạt, nhưng có tật giật mình, ban đêm khả năng lớn nhất, ban đêm có bó đuốc chiếu sáng không đến mức ngộ thương chúng ta bên này, tốt. Lâm An tán âm thanh, sau đó nghĩ đến, Ngươi nói đại sơn thôn sẽ không thật đổi thời gian a, à. hắn làm sao càng chờ càng hoảng hốt nữa nha. Cố Thanh chỉ hai mắt nhìn chăm chú chồng một chồng một chồng gạch một. Nghe vậy trầm giọng nói, Triệu Xuân nói liễu Hà Hoa tiến đến nhà hắn cho nàng làm mai, mẹ nàng cùng liễu Hà Hoa tại chỗ nhau nhau lật. Triệu Đại thúc cũng cho thấy thái độ sẽ không đến chúng ta chỗ này gây sự, cố gia sửa đổi ngày khả năng phi thường lớn. Lâm An phản ứng đầu tiên là hỏi vậy làm sao bây giờ, không có việc gì chúng ta thôn còn có ban đêm tuần hộ đội, ta ban đêm vụn trộn kiểm tra qua, bọn hắn nhưng nghiêm túc. Lâm Toàn nhớ tới hắn ban đêm ra tới nhìn thấy tình huống, rất là an tâm nói, vốn cho là những cái kia các hán tử ban ngày một ngày mệt nhọc, ban đêm trộn sẽ lười cũng là bình thường, không nghĩ tới bọn hắn tự giác cộng thêm tích cực không được, mà lại từng nhà đối với tuần tra ban đêm các hán tử rất là coi trọng, bọn hắn tự phát lấy ra một phần nhỏ lương thực, cho ban đêm tuần tra ban đêm những hán tử này nhóm thêm đồ ăn đêm dài lúc bọn hắn ở giữa trên đất trống dựng lên một đống lửa trên đống lửa treo một cái cũ kỹ nồi sắt trong nồi một loại chịu chính là rau dại cháo canh ngẫu nhiên cũng sẽ nướng cái khoai lang khoai tây cái gì phụ trách người gác đêm vây quanh ở cạnh đống lửa một đội tuần xong đổi một cái khác đội bảo trì toàn bộ làng một mực có người tại tuần bảo vệ trạng thái lâm toàn đem hắn nhìn thấy tình huống nói một lần lâm an sau khi nghe được rất là hài lòng cố thanh chỉ sau khi nghe được thần sắc không thay đổi Phản phất hắn sớm đã biết, ba người nhìn về phía khí thế ngất trời làm việc đám người, so với vừa tới làng lúc trạng thái, bọn hắn hiện tại hiển nhiên càng thêm có sức lực. Lâm Toàn, Lâm An hai người trong đầu đồng thời toát ra một câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, người, vô luận là ở đâu, vẫn là muốn ăn trước no bụng mới được. Vào đêm, Đại Sơn thôn, nhanh dọn dẹp một chút, đừng chậm trễ thời gian. Liễu Hà Hoa đối hai cái nữ nhi vội vàng thúc giục, cố đang bất mãn chu môi mẹ nhà khác đừng nói nữ nhi nhi tử cũng không có mấy cái đi vì cái gì ta cùng tỷ còn muốn đi a à. nàng một chút đều không muốn đi ngày đó chỉ có bốn người ca ca bị đánh nàng cùng tỷ tỷ một chút việc đều không có nàng cũng không cho rằng là cố thanh chỉ đánh không lại đến lọc mất nàng cùng tỷ tỷ người ta chỉ là vẻn vẹn không nghĩ đối nữ tử động thủ thôi cố thanh chỉ một cái cao lớn thô kệch người thô kệch còn không ra tay với phụ nữ trái lại nàng mấy cái thân ca ca, nếu là nàng cùng tỷ tỷ có thế đổi bạc, đã sớm đổi, đoán chừng không mang một điểm do dự, tiểu muội ngươi ngốc A, cố thanh chỉ chỗ ấy nhiều như vậy gà A thỏ, nhà chúng ta đi càng nhiều người, vớt không lại càng nhiều, trong làng hán tử, để bọn hắn đối phó cố thanh chỉ cùng cái kia người thọc câm biết là được, chúng ta một mực bắt gà bắt con thỏ, biết sao? Cố Linh ngay tại thử cái gùi dây thừng, quay đầu đối cố đang dương dương đắc ý chỉ điểm nàng dù sao một điểm không sợ, lần trước cố thanh chỉ một người đối phó các ca ca bốn người không có rảnh đối phó nàng cùng tiểu muội lần này mặc dù nhiều câm biết người thọc bọn hắn, nhưng bọn hắn bên này trọn vẹn nhiều hơn 50 cái hán tử, từng cái đều là hạ điền trồng trọc một tay hảo thủ, trên tay người nào không có cầm khí lực, nàng mới không lo lắng, nàng lo lắng duy nhất chính là đợi chút nữa thừa dịp loạn thiếu bắt gà cùng con thỏ, đúng, còn có cái kia lâm nhuận nhuận, nàng không thể gặp nàng kia da mịn thịt mềm hưởng phúc dáng vẻ, đợi chút nữa thừa dịp loạn nàng có thể. Liễu Hà Hoa nghe được đại nữ nhi, mặt già dạ bên trên vui vẻ ra mặt, nghe một chút tỷ ngươi nói, nói nhiều đúng, ngươi nên cùng tỷ ngươi học một ít, không phải về sau đất cướp cũng không đuổi kịp nóng hổi, cố đan, người nào thích ăn ai ăn, nàng dù sao không ăn, biết thay đổi không được nương chủ ý, nàng bắt đầu tìm cái gùi, bên cạnh tìm bên cạnh hỏi, các ca ca chuẩn bị thế nào rồi? hiện tại liền xuất phát, quất, sẻn bọn hắn mài nhưng sắc bén, yên tâm đi. Nói lên nhi tử, liễu hà hoa mặt già dạ bên trên tràn đầy kiêu ngạo, lại nói, chờ một chút, cha ngươi cùng các ca ca đi trong làng thông báo những người khác nhà, chờ sắc trời chậm thêm một chút, tốt nhất đen đưa tay không thấy được năm ngón, hắc hắc, cho cái kia sát tinh đến cái, đến cái ngươi ca ca nói cái gì tới, đến trở tay không kịp. Cố Linh ở một bên cơ Linh bổ sung, a a, à, đúng đúng đúng, đánh bọn hắn trở tay không kịp, xem bọn hắn lớn bao nhiêu năng lực. Liễu Hà Hoa càng nói càng hưng phấn, trong đầu đã hiện ra cố thanh chỉ quỳ xuống đất nhận lầm đau khổ bộ dáng, còn có lâm gia tỷ đệ hối hận dáng vẻ, kia hai đầu con lừa, mười mấy lượng bạc chung quy vẫn là thành nhà mình, nàng sớm đã nghĩ kỹ làm sao dùng, hai đầu con lừa dùng để cày ruộng đất cày, còn có thể đưa đại nhi tử đi thư viện, mười mấy lượng bạc lại đặt mua hơn mấy mẫu ruộng đồng, nếu không nữa thì đóng đồ vật xương phòng ra tới, Chạch một mặc dù không cần tiêu tốn bạc, nhưng nào có nhà ngói khí phái, có cái này mười mấy lượng bạc, lại có thể đắp lên mấy gian rộng thoáng nhà ngói. Cùng lúc đó, Đại Sơn thôn triệu gia, Xuân Nhi Hạ Nhi, các ngươi nhanh từ sau chân núi đi thanh lâm thôn, nói cho cố thanh chỉ bọn hắn, Đại Sơn thôn thôn dân đổi thành đêm nay. Triệu Đại Thúc nhẹ giọng nói, Triệu Đại Nương dùng vải bông bao mấy cái bao cốc mặt mô mô, nhét vào hai người trong ngực, đồng dạng hạ giọng căng dặn, tối nay bên kia đoán chừng thiếu nhân thủ, hai người các ngươi thân thể cường tráng khả năng giúp đỡ được bận biệu, lưu tại kia giúp đỡ mới là, triệu xuân triệu hạ nghe được trùng điệp gật đầu, cha mẹ không nói, bọn hắn cũng là muốn lưu tại kia giúp đỡ, dưới đáy mấy cái tiểu nhân lập tức la hét ầm ĩ lấy cũng muốn đi, bọn hắn muốn đi hỗ trợ, đừng mù ồn ào, mấy người các ngươi đi còn chưa đủ thêm phiền, hảo hảo ở tại nhà đợi. Triệu đại nương thất vọng trách mắng. Cố Thanh chỉ bên kia thiếu chính là có thế xông lên phía trước đánh nhau người, nhà nàng mấy cái này tiểu nhân, còn chưa đủ thêm phiền. Triệu Xuân Lộc bột nói, mẹ, cha, chờ đại sơn thôn thôn dân phát hiện ta cùng đệ đệ giúp bên kia, các ngươi tại làng bên trên, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng cha mẹ, lớn không được cha mẹ đổi khác chân núi ở, ai mà thèm nơi này giống như. Triệu Đại Nương hào sản nói xong, đẩy hai đứa con cái một cái, thúc giục nói, mau đi đi, sớm một chút nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng có thế sớm một chút làm chuẩn bị, chương 66, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, cố thanh chỉ lâm nhuận nhuận mấy người nghe xong triệu xuân triệu hạ nói lời, kinh ngạc lại không sợ, lâm an ma quyền sát trưởng, mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn đã sớm chờ không nổi, quá tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hôm nay ta nhất định phải đánh bọn hắn răng rơi đầy đất, cũng không dám lại đến đánh chúng ta chủ ý, lâm an lời còn chưa dứt, cố thanh chỉ nặng nề ánh mắt quét tới, Lâm An không hiểu hỏi, cố đại ca, ta nói không đúng. Chẳng lẽ không nên đánh bọn hắn răng rơi đầy đất, cố thanh chỉ lắc đầu, kiên nghị trên mặt ánh mắt lạnh lẽo, không phải ngươi đánh, ngươi cùng toàn đệ, vân thúc, triệu xuân, triệu hạ đợi chút nữa toàn bộ tại thiên lý thúc trong phòng đi, ban đêm dù là bên ngoài lại thế nào ầm ỉ, như thế nào đánh nhau, các ngươi đều không cho ra tới, triệu xuân triệu hạ nghe được để bọn hắn cùng một chỗ trốn tránh, vội vàng tỏ thái độ, chúng ta không sợ cha mẹ để chúng ta đến không đơn thuần là mật báo càng không cần bảo hộ chúng ta các ngươi người một nhà một ngày tại đại sơn thôn một ngày liền không thể bị đại sơn thôn thôn dân biết các ngươi đứng tại chúng ta bên này bảo hộ hai người các ngươi đồng thời cũng là bảo hộ các ngươi người một nhà cố thanh chỉ lời ít mà ý nhiều nói rõ lâm nhuận nhuận đè xuống lo âu trong lòng đi theo khuyên nhủ các ngươi vì chúng ta suy nghĩ chúng ta cũng không thể để các ngươi người một nhà ở vào trong nguy hiểm yên tâm tốt đối với đại sơn thôn thôn dân lần này đến đây, chúng ta đã sớm chuẩn bị, bọn hắn nhiều người, chúng ta người cũng không ít, đừng lo lắng. Cố Thanh chỉ lúc đầu lo lắng nhất Lâm Nhuận Nhuận không về phía sau mặt phòng trốn tránh, giờ này khắc này gặp nàng như thế thuận theo nghe lời, lập tức yên lòng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hắn đối đầu Lâm An Lâm toàn phân phó, chiếu cố tốt các ngươi tỷ tỷ là được, phía ngoài đánh nhau không cần phải để ý đến, Lâm An Lâm toàn cũng không có nghĩ đến lần này tỷ hắn tốt như vậy nói chuyện, chẳng qua đối với cố thanh chỉ phân phó vẫn là cùng nhau đáp tốt cố thanh chỉ nhìn thật sâu mắt lâm nhuận nhuận quay người nhanh chân bước ra cửa hắn phải đi an bài nhân thủ điều hành đem đại sơn thôn thôn dân một lần đánh tới sợ cũng không dám lại đến đây chiếm trước bọn hắn thấy cái kia cao đại tráng to lớn thân ảnh biến mất tại nặng nề giữa trời chiều thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy lâm nhuận nhuận ngước mắt đối đầu triệu xuân triệu hạ hỏi một câu không liên quan các ngươi biết đại sơn thôn người nào nhà tham dự vào những cái kia không có tham dự vào sao triệu hạ không rõ hỏi cái này làm cái gì chẳng qua vẫn là thành thành thật thật nghe lời một chút đầu ta biết cha mẹ nói với chúng ta nhiều rõ ràng nói những người này nhà phẩm hạnh bất chính để chúng ta về sau cũng đừng cùng bọn hắn lui tới lâm nhuận nhuận nghe xong quay người vào nhà lúc trở ra trên tay nhiều giấy bút đưa cho triệu hạ hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ vẽ xuống đến họa toàn bộ làng mỗi gia đình chỗ vị trí sau đó đánh dấu một chút những cái kia là tham dự vào những cái kia là không có tham dự vào, Lâm Toàn nhanh chóng liếc mắt nhà mình tỷ tỷ, trong đầu một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện, tỷ hắn chẳng lẽ, Lâm An thì không hiểu, mang mang nhiên mà hỏi, tỷ, là Đại Sơn thôn thôn dân đến chúng ta chỗ này gây sự, họa bọn hắn kia bản đồ phân bố có làm được cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy phản công trở về a, à? phản công trở về cũng vô dụng thôi, Đại Sơn thôn muốn cướp bọn hắn đồ vật bọn hắn lại không trông cậy vào đi đoạt Đại Sơn Thôn, lại nói, Đại Sơn Thôn có cái gì đáng bọn hắn cướp, Lâm nhuận nhuận khóe môi dương lên, nói lời có ý riêng, ngươi quên Nam Dương quận. Có muốn hay không một lần nữa, Nam Dương quận tứ hợp viện lần kia thu thu thu, là Lâm An cho là hắn trước khi chết nhớ tới đều cảm thấy vô cùng sảng khoái sự tình, hắn làm sao có thể quên, nghe được nhà mình tỷ tỷ nhất lên, thoáng chốc hai mắt tinh tinh sáng, không thể tin hỏi, tỷ, ngươi, ngươi nghĩ. Lâm nhuận nhuận mắt nhìn Triệu Xuân Triệu Hạ, cười cười không nói. Lâm An lập tức không nói tiếp, một mực chờ Triệu Xuân Triệu Hạ trên giấy vẽ xong, đánh dấu tốt. Mấy người lại đối so xác nhận không sai về sau, Lâm nhuận nhuận để Triệu Xuân Triệu Hạ đi trước cố thiên lý phòng. Bọn hắn sau đó liền đến, nghe Lâm nhuận nhuận nói muốn trước chỉnh đốn xuống đáng tiền tế nhuyễn. Triệu Xuân Triệu Hạ không nghi ngờ gì, đi đầu đi cố thiên lý phòng. Thấy hai người đi xa về sau, Lâm nhuận nhuận đối đầu Lâm Toàn nói ra, đợi chút nữa ngươi lưu tại làng bên trên, có chuyện gì nhớ kỹ thông tri chúng ta, ba người bọn họ có thể dùng chung không gian, Lâm Toàn ở chỗ này có thể nhìn thấy Đại Sơn Thôn thôn dân phải chăng về Đại Sơn Thôn, lúc nào về Đại Sơn Thôn, chỉ cần viết lên đặt ở không gian bên trong bọn hắn liền sẽ nhìn thấy, Lâm Toàn kiên trì không đồng ý, tỷ bên ngoài dạ hắc phong cao nguy hiểm, ta cùng ca đi, ngươi trong phòng chờ chúng ta trở về. Lâm An thì là cảm thấy một mình hắn liền thành, hai người các ngươi ở nhà chờ ta ta một người đi một lát sẽ trở lại giết gà sao lại dùng đao mổ trâu lâm nhuận nhuận đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác không chút hoang mang nói hiện tại chỗ nguy hiểm nhất không phải liền là chúng ta chỗ này a à. đại sơn thôn mới là nhất gió êm sóng lặng an toàn nhất a à. lâm an lâm toàn cũng thế đại sơn thôn tráng sức lao động đều đến bọn hắn chỗ này từng nhà nhất định đóng chặt cửa cửa sổ đều ở nhà làm sao ra tới loạn lắc mà lại lấy liễu hà hoa cố thanh lễ đám người tính nết khẳng định là đem chúng ta làm mục tiêu sống a à, ta không tại chẳng phải là càng tốt hơn bọn hắn muốn tìm ta cũng tìm không thấy không phải sao lâm nhuận nhuận nói tiếp không có người so với nàng hiểu rõ hơn nhà mình đệ đệ muốn để hai cái đệ đệ tán thành nàng nói nàng chỉ cần nói có lý là được lâm toàn lâm an rất đúng dáng vẻ lập tức ba người không nói chuyện Lâm nhuận nhuận từ không gian vớt ra ban đầu màu đen quần áo thể thao dày thể thao thay đổi. Lâm An cũng tương tự thay đổi màu đen quần áo thể thao dày thể thao. Từ sau phía dưới núi tiểu đạo đi, coi chừng chút, đi nhanh về nhanh. Bên này đại sơn thôn thôn dân lúc rút lui ta sẽ nói cho các ngươi biết, đừng ham hố. Lâm Toàn không yên lòng căng dặn, biết. Lâm nhuận nhuận Lâm An ngồi sổng người xuống, đem dây giày buộc gắt gao, đồng thời trả lời ba người một điểm không có cảm thấy đi đại sơn thôn thu bọn hắn đồ vật có sai. Trên thực tế bọn hắn cảm thấy dạng này mới công bằng. Đại sơn thôn đến đoạt bọn hắn đồ vật, sau đó phía sau thất thủ, đoạt không cướp đến bọn hắn đồ vật khác nói. Nhưng đến đây đoạt bọn hắn đồ vật đại sơn thôn thôn dân nhà tất nhiên muốn tổn thất một hai. Cái này thuộc về trộn gà không xong còn mất nắm gạo, công bằng công chính vô cùng. Hai người thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động hướng hậu sơn chạy tới. Phía trước trên đất trống, đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 bó đuốc chiếu kia một khối sáng tỏ sáng, chỉ thấy đám người bên trong rõ ràng cao hơn một cái đầu cố thanh chỉ tại phân phó lấy cái gì, hai người tăng tốc bước chân, đợi rời xa đám người về sau, Lâm nhuận nhuận từ không gian móc ra một cổ hai vòng xe điện, Lâm an há to miệng, cái này cũng có thể, Lâm nhuận nhuận ngồi lên thử một chút, phát hiện có thế chạy, đối đầu sững sờ tại nguyên chỗ Lâm An nói ra, mau lên đây. Thất thần làm cái gì, nàng đã sớm muốn thử xem, một mực khổ vì tìm không thấy cơ hội thích hợp quả nhiên cơ hội vẫn là phải tự mình sáng tạo nhìn hiện tại cơ hội không phải đã đến rồi sao đêm đen gió mát bóng cây thước tha ở giữa một cổ vốn không thuộc về đại ninh triều hai vòng nhỏ xe điện đầu xe ánh đèn sáng tỏ chạy tại chân núi trên đường nhỏ thứ sáu thập thất chương ta thu 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 phiến ngói không lưu có nhỏ xe điện thay đi bộ lâm nhuận nhuận cùng lâm an không tốn sức chút nào đến đại sơn thôn đem nhỏ xe điện thu vào không gian hai người cảm thán khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt một thân nhẹ nhõm hai người lấy ra hai đầu khăn quàng cổ đem mặt che phải chặt chẽ chỉ lộ ra hai con mắt đến sau đó đè thấp thân hình đầu tiên tìm tới liễu hà hoa nhà lớn như vậy ba gian gạch một nhà ngói đại sơn thôn phần độc nhất trong phòng đen sì không có chút điểm tiếng vang đại môn thiết chặt xem xét chính là không ai ở nhà đây là cả nhà xuất động a à. lâm an chật chật khen ngợi thật sự là liều mạng phải đấy ta cũng thật tốt ra sức một phen cho bọn hắn trở về một kinh hỷ lâm nhuận nhuận bật cười khi là kinh hỷ a khi là kinh hải có được hay không chẳng qua mặc kệ là cái gì đối với liễu hà hoa người một nhà đến nói đều là bọn hắn nên được bọn hắn xứng với hai người đầu tiên là đem trong viện gà vịt thu sau đó hướng phòng chính đi đến tỷ ngươi thu phòng chính ta đi thu phòng bếp lâm an chia xong công bổ sung một câu tỷ ngươi đừng mềm lòng cái gì đều đừng cho bọn hắn lưu lâm nhuận nhuận muốn nói lời này vốn cũng là nàng muốn nói vậy liền so tài một chút xem ai thu lại nhanh lại tốt lâm an nghe xong tranh tài lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi hắn nhưng là có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không thua cửa phòng bếp đã khóa lại không có việc gì trực tiếp liền cửa cùng một chỗ thu vào không gian dù sao cửa gỗ bổ có thể làm củi đốt mùa đông đốt giường đang có dùng phòng bếp trước đó phát thóc ăn tủ gỗ không có cũng không có lại làm nghĩ đến cũng là, khi đó có miễn phí thợ một cố vân, bây giờ cố vân cùng bọn hắn đi, liễu hà hoa bọn người muốn tủ gỗ liền phải một lần nữa tìm thợ một làm, bọn hắn nơi nào bỏ được ra bạc, chỉ thấy nguyên bản thả tủ gỗ địa phương dùng mấy khối thạch đầu đệm lên, phía trên bày ra hai cái bao bố, một túi còn nhiều mặt đen, nửa túi chính là bao cốc mặt, đồ ăn cũng không tính thiếu nha, có ăn có uống làm sao còn nhớ thương nhà bọn hắn đồ ăn. Lâm An không chút do dự đưa tay thu sạch tiếng không gian. Bếp lò bên trên trưng bày hơn 10 cái thô chén sành bàn, thu, lò cửa hang chất đống củi, thu, hai ngụn nồi sắt lớn, thu, dao phay, cái kéo, cái bào, sắt tấm hết thảy thu. Bên kia lâm nhuận nhuận trước đem mấy cái phòng bên trong y phục đệm chăn một kiện không lưu thu vào không gian, mấy người bọn họ sẽ không xuyên sẽ không đóng, nhưng mới tới nhiều người nha, bọn hắn căn bản sẽ không ghét bỏ, tẩy tẩy phơi nắng sau như thường dùng. Cố thanh lễ trong phòng còn có không ít bút mực giấy nghiêng cùng thư tịch, đầu năm nay, những cái này thế nhưng là quý giá vật phẩm, vừa vặn, về sau làng khai triển xóa nạn mù chữ ban toàn bộ có thế phát huy được tác dụng, cuối cùng tiếng chính là cố lão cha Lý Hoa Sen hai người ở lại phòng, trừ ngăn tủ bàn ghế bên ngoài, ngoài ý muốn tìm được mười mấy sâu tiền đồng cùng mấy khối bạc vụn cùng một khối ố vàng giấy dầu bao vây lấy đồ vật, lâm nhuận nhuận chần chờ cầm lấy, giấy dầu xem xét liền có chút năm tháng, may mắn là giấy dầu, nếu là phổ thông trang giấy sợ là đã phong hóa hư hại không còn hình dáng sẽ là thứ gì nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra chỉ thấy bên trong là ít đi bột màu trắng xích lại gần nghe có gai mũi hương vị mặc dù không biết là thứ gì nhưng có thể khẳng định là tuyệt sẽ không là đồ tốt liễu hà hoa vì cái gì có thứ này hơn nữa nhìn bộ dáng thứ này không rẻ cho nên mới thận trọng như thế thu lại trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu Lâm nhuận nhuận đem nhỏ bọc giấy một lần nữa gói kỹ, đặt ở quần áo thể thao trong túi quần, chờ trở về giao cho cố thanh chỉ hỏi một chút, tỷ, mau ra đây. Cửa sổ ngoại truyền đến Lâm An khàn khàn tiếng thúc giục, Lâm nhuận nhuận trong lòng giật mình, bận biệu chạy ra, bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nàng hỏi, không phải, ta liền kho củi cỏ tranh củi đều cất kỹ, gặp ngươi chậm chạp không có ra tới, thúc ngươi một chút. Lâm An cười giải thích. Lâm nhuận nhuận nhẹ nhàng thở ra, không thể làm gì nói, bên trong cũng tất kỹ, đi thôi, đi tới một nhà. Lâm An ngửa đầu mắt nhìn nóc nhà, đối Lâm nhuận nhuận vừa cười vừa nói, tỷ, không vội, ngươi nhìn cái này ngói xám mua cũng không phải không ít bạc a, à. Mà lại trở về làng cũng không tiện không phải. Hắn cuối cùng đã rõ cố đại ca vì sao đối ba gian phòng cần thiết mảnh ngói rõ ràng như vậy. Hợp lấy cái này ba kiện phòng mảnh ngói không riêng cố đại ca nương ra bạc, còn có cố đại ca xuất lực a à, còn tốt, đêm nay cùng nhau mang đi, cũng không tính quốc tức cố đại ca cùng mẹ hắn, lâm nhuận nhuận sao có thể nghe không rõ, nàng ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, chỉ là căng dặn, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng làm ngã, yên tâm được rồi, đệ đệ ngươi khác sẽ không, leo cao bên trên thấp đây chính là cường hạng. Lâm An nói xong từ không gian lấy ra thang xếp, trơn chu vượt lên nóc nhà, không bao lâu, ba gian phòng trụi lũi, chân chân chính chính trụi lũi bên trên không phiến nói, hạ chỉ có mang không đi giường. Lâm An thuận cái thang leo xuống, hai tay tại trên quần áo lung tung xoa xoa, vui vẻ nhảy cẩn nói, tốt, hiện tại bọn hắn người một nhà rốt cuộc đường đường chính chính hoàn toàn dựa vào chính mình, rốt cuộc không cần dựa vào những người khác, chẳng qua cũng thế, nghĩ dựa vào cũng không có dựa vào a. À. Lâm nhuận nhuận phát hiện muốn đình chỉ không cười còn rất khó khăn, trước đó đọc sách lúc, đối cái này toàn gia cực phẩm ăn tuyệt hậu làm giàu hận nghiến răng nghiến lợi, hiện nay phát hiện, ân, thật nhiều hả giận, tối thiểu bọn hắn về sau có kinh nghiệm, ra ngoài đoạt nhà khác đồ vật trước muốn cố dường như nhà. Lâm An cảm thấy tỷ hắn tổng kết rất đúng, nghĩ đến toàn bộ điều động cố thanh lễ người một nhà, treo gẹo nói, kia kế tiếp bị bọn hắn cướp người liền thảm đi, dù sao không phải tất cả mọi người đều có bọn hắn thực lực này trả thù lại, chẳng qua nhìn cố thanh lễ người một nhà này, cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược hoành, ra ngoài đoạt, ai nuông chiều bọn hắn còn không biết đến lúc đó ai cướp ai đấy, đi thôi, chúng ta mau đi những người khác nhà, ngao du, hai người thừa dịp bóng đêm, đến cái đại sơn thôn, nửa đêm du lịch, đương nhiên những người khác nhà cũng sẽ không giống liễu hà hoa đồng dạng cả nhà xuất động, trong nhà đều là giữ lại người, trong phòng vào không được, nhưng trong viện nuôi gà nha vịt nha ngỗng coi như gặp nạn, tại còn không có phát ra tiếng kêu trước, ngay tiếp theo lều cùng nhau hết thảy thu vào không gian, dẹp xong cuối cùng một nhà, Lâm nhuận nhuận cùng Lâm An bước chân thật nhanh đi vào phía sau núi dưới chân trên đường nhỏ, móc ra nhỏ xe điện, đi thoát đi, nghĩ đến không gian bên trong thêm ra đến trên trăm con gà vịt ngỗng, Lâm An một bên cửa nhỏ mô, một bên vui vẻ ra mặt nói, đêm nay chúng ta là người sợ là bị liên lụy, những cái này gà vịt ngỗng vừa vặn cho bọn hắn ép một chút, hơn 20 gia đình đi thôn xóm bọn họ gây sự, ít nhất người ta cũng nuôi năm, sáu con, bọn hắn không có cẩn thận số chẳng qua sơ bộ đánh giá một chút tối thiểu có 200 con đi lên, tốt, chính chúng ta nuôi cũng có, trước đó làng thượng nhân đổi đều không nở giết ăn thịt, vừa vặn lần này chúng ta mời người cả thôn cùng uống canh gà. Lâm nhuận nhuận hào khí nói, Lâm an tán âm thanh, đại ký tỷ ta còn muốn ăn nồi sắc hầm lớn ngỗng, hôm nay thu hoạch bên trong, hắn nhìn thấy thật nhiều chỉ lớn ngỗng, có, nồi sắc hầm lớn ngỗng bao no, mau đi trở về cũng không biết đại sơn thôn thôn dân đoạt chúng ta bao nhiêu thứ, chương 68, đại sơn thôn thôn dân gây sự, đại sơn thôn thôn dân đừng nói giật đồ, bọn hắn hối hận muốn vì cái gì muốn nghe tin cố lão cha tới, là trong nhà không ăn sao, vẫn là đi ngủ không thoải mái, nhất định phải đen không rét đậm đi theo người cố gia tới, sau đó ở phía trước dẫn đầu cố thanh lễ bọn người phát hiện bọn hắn lần trước đi qua tấm ván gỗ cầu không tại, được không nghiêm chỉnh còn có thế biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mấy chục người đội ngũ trụ tính dài như vậy thời gian, đương nhiên không thể đi thẳng về. Sau đó tại cố thanh lễ chỉ huy dưới, bọn hắn quyết định đường vòng, từ sau núi chỗ ấy xuyên qua, từ mặt sau bọc đánh bọn hắn, đánh bọn hắn một cái đánh bất ngờ trở tay không kịp, được rồi, kết quả quấn vài dặm con đường, dẫm qua hố nước vượt qua mô đất, sau cày vài mẫu hoàng ngưu còn mệt hơn, cuối cùng đã tới, đến mới phát hiện phía trước là gạch một đống tường vây, trên tường rào tất cả đều là gai nhọn, cũng có không tường vây địa phương, nhưng những cái kia trên mặt đất che kín cỏ dại cỏ tranh vân vân chỉ cần mọc mắt người đều có thể nhìn ra mặt đất không bình thường sẽ không là cạm bẫy a cố thanh chỉ cùng cố thiên lý thế nhưng là sẽ đánh săn làm cạm bẫy phần phật vật quá bình thường chớ tự mình dọa mình lại đánh gạch một lại đóng tường vây còn đào cạm bẫy bọn hắn là có ba đầu sáu tay cố thanh lễ khó thở trách cứ đều là một cái làng bên trên bình thường có quan hệ thân thích rất nhiều đều là trưởng bối lúc đầu đi hơn 10 dặm đi ngang qua đến trả không có gì, đến đi sau hiện căn bản vào không được, vào không được liền đường vòng đi, đường vòng sau còn có cạm bẫy, kết quả dẫn đường cố thanh lễ lại ngữ khí không tốt, trong đội ngũ lập tức có người bất mãn, lành lạnh sặc âm thanh, đã ngươi không sợ, vậy ngươi đi thử một lần thôi, nếu không phải chẳng phải là tốt hơn. Chúng ta một đám người cũng không cần lại đường vòng, dưới bóng đêm cố thanh lễ sắc mặt rất khó coi. Ai biết cạm bẫy này bên trong có hay không vót nhọn gậy gỗ cái gì, hắn mới sẽ không mạo hiểm, thấy cố thanh lễ chậm chạp bất động, người kia lại hừ lạnh, thua thiệt vẫn là người đọc sách. Mang cái đường cũng sẽ không mang, cố thanh lễ thật sâu hấp khí, không dám cứng rắn đòn khi ngược lại nói ra, vẫn là từ phía trước dòng sông hẹp địa phương đi qua đi, không có cầu làm sao vượt qua. Lội nước thụ hàng cũng không phải nói đùa. Lập tức có người đưa ra chất vấn. Cố Thanh Lễ nói với mình đừng tìm một đám thôn phu kiến thức, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúng ta mang đao bổ củi, chặt mấy cây tráng kiện đầu gỗ làm cầu chẳng phải được rồi, vừa nghĩ tới lại muốn đạp nước hố vượt mô đất đi mấy dặm đường trở lại nguyên điểm, trong đội ngũ tâm tình bất mãn càng thêm nghiêm trọng, la hét ầm ĩ âm thanh không ngừng, mắt thấy tình cảnh khống chế không nổi, cố lão cha đứng dậy, hòa giải nói ra, đến đều đến, cũng không thể vì điểm này việc nhỏ từ bỏ đi, đi, từ phía trước tiến chúng ta nhiều người đốn cây một bắt cầu đều nhanh trong đội ngũ lúc đầu bất mãn la hét ầm ĩ người nghĩ cũng phải đã đến đều đến cũng không thể không công mà lui rủ cục lấy đầu lại nện bước bước chân nặng nề hướng bờ sông đi đến chờ thật vất vả chặt thật thô tráng cây cối trên kệ sông chỉ chớp mắt cây cối vậy mà hết rồi gặp quỷ phụ trách bắt cầu hán tử chửi bới nói không phải quỷ là đối mặt người đem cây cối rút đi một bên người vội vàng nhắc nhở, ta tạ ơn ngài lạc, hiện tại dài miệng biết nói, vừa rồi làm gì đi. Bắt cầu hán tử nghiêng mắt khẽ nói, nhắc nhở người nghe ra trong lời nói âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, hai người một lời không hợp kém chút đánh lên, những người khác xem xét cái này cái kia đi, vội vàng khuyên nhủ cuối cùng tại cố thanh lễ đề nghị dưới, hết thảy phân mười mấy tổ, tại chặt mấy chục cây đại thụ về sau, rốt cục thành công đến bên kia bờ sông, đám người, cái này không phải đến giật đồ, rõ ràng là tới làm khổ lực. Lý lão cha, hồng đại thúc từ thiên bọn người ngược lại là rất vui vẻ, cái này mấy chục cây đại thụ lại thô lại tráng, lập nhà lương trụ tử có rơi, bó đuốc soạt 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 giấy lên, chiếu một phương tiểu thiên địa sáng trưng. Đại sơn thôn sáu bảy mươi người hai mắt nháy một hồi lâu mới thích ứng, chờ thấy rõ đối diện so với bọn hắn còn nhiều người về sau, từng cái ngây người, không phải nói chỉ có cố thanh chỉ mấy cái A. À trong đó còn bao gồm hai cái rưỡi lớn hoa tử cùng một nữ tử, đây là có chuyện gì? Có người nghi ngờ trái phải hỏi, người trước mắt bầy bên trong xác thực có choai choai hoa tử cùng nữ tử, nhưng là từng cái tay cầm đại đao dao phay, tư thế kia so với bọn hắn còn hung tàn, đúng. Bọn hắn cái này phương cầm phần lớn vẫn là quốc sẻn mà thôi, đối phương vậy mà trực tiếp sách dao phay. Mài đến bóng lưỡng, không riêng dao phay, lại còn có đại đao trường đao, ừng ực có người không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn thế nào thấy một bộ muốn liều mạng tư thế A, nói nhảm, người khác nếu là nửa đêm đi nhà ngươi, nhìn ngươi liều hay không liều mệnh, cũng đúng, cố lão cha liễu hà hoa người một nhà cũng là chấn động vô cùng, vốn cho là là bọn hắn khung cây cối nhiều, cố thanh chỉ mấy người phân thân thiếu phương pháp mới khiến cho bọn hắn lao đến, bây giờ nhìn xem nhân số, mới biết được bọn hắn là cố ý, cố ý thả bọn họ tới, ngươi thật hèn hạ cố ý dẫn chúng ta tới đúng hay không cố thanh lễ hít mắt đối đầu cầm đầu cố thanh chỉ cố thanh chỉ màu mực con ngươi lạnh lùng chậm rãi trả lời không để các ngươi tới các ngươi như thế nào hết hy vọng ngươi ngươi bên cạnh liễu hà hoa lớn giọng hét lên ai nói các ngươi nhiều như vậy người hướng trên bờ sông một trạm chúng ta khẳng định trở về chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy ồ các ngươi mạnh mẽ xông tới tiến đến chúng ta còn cần cho các ngươi suy xét không giống với liễu hà hoa tức hỗn hển cố thanh chỉ ngữ điệu không vội không chậm cố thanh lễ không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian lạnh giọng hỏi ngươi muốn thế nào là các ngươi muốn thế nào a à? từ thiên không thể gặp đối diện phách lối khí diễm vượt lên trước lạnh giọng đổi hồi cố lão cha không vui lòng ta là hắn cậu ruột nào có ngươi nói chuyện phần lăng đi hắn nguyên bản nên hiếu kính ta từ thiên mới sẽ không lăng đi những người khác không những không có lăng còn tiến lên một bước đối phương khí thế hùng hổ, đại sơn thôn bên này không tự chủ lui lại mấy bước. Cố Thanh chỉ từ trong ngực móc ra một trang giấy, nhìn cũng không nhìn báo ra nội dung phía trên, sau đó đối đầu cố lão cha hỏi, cái này đoạn thân trên sách nói rất rõ ràng, như leo lên quan hệ thân thích, nhưng là muốn đoạn tử tuyệt tôn chết không yên lành, ngươi cần phải hiểu rõ, có phải là muốn bằng vào ta, cậu ruột tự cho mình là, cố lão cha, tiểu tử này đã sớm tính toán kỹ, liễu hà hoa mới nhớ tới đoạn thân sách đến, lúc trước phòng bị cố thanh chỉ đến làm tiền đây chính là toàn bộ theo thủ ấn có người không phục ồn ào chúng ta không muốn ngươi hiếu kính nhưng khối này đất hoang cũng không phải nhà ngươi dựa vào cái gì ngươi có thế trồng trọt thấy có người bắt đầu lại đối bọn hắn cái này mới có lợi người bên cạnh lập tức phụ họa đây là đất hoang tất cả mọi người có thế trồng trọt ngươi thức thời một chút đem thổ địa nhường lại không phải nháo đến quan nha đi bị ăn gậy thế nhưng là các ngươi đúng nhường lại nhường lại Chương chín đánh lên, Lý lão cha, Hồng đại thúc, Dương thím bọn người không vui lòng, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Đây là chúng ta địa, đúng a, à, chúng ta thật vất vả trồng trọt không sai biệt lắm, các ngươi muốn trồng mình khai hoang đi, chúng ta tân tân khổ khổ trồng trọt nhiều ngày như vậy, các ngươi nói để liền nhường, bằng các ngươi da mặt dày a, à. Cố Thanh chỉ chờ hắn bên này người nói không sai biệt lắm, mới lạnh giọng nói ra, khối này thổ địa ta đã đi quan nha giao bạc mua xuống bao quát các ngươi đứng mảnh đất này mãi cho đến chân núi đều thuộc về chúng ta thanh lâm thôn, ngươi nói giao bạc mua liền mua rồi. Ngươi có cái gì bằng chứng? Cố Thanh Nghĩa hừ cười nói, Cố Thanh chỉ từ trong ngực móc ra một tấm chồng chất chỉnh chỉnh tề tề trang giấy, tung ra đối Cố Thanh Nghĩa hỏi, đây là khế đất, đóng quan nha con dấu, có tính không bằng chứng, Cố Thanh Nghĩa nhếch miệng không nói lời nào, Liễu Hà Hoa hai mắt nhìn chầm chầm khế đất, tràn đầy đau lòng, về sau đau lòng nhức ốc chu lên, lão thiên gia của ta, như thế một mảng lớn thổ địa được bao nhiêu bạc a à? chủ nhà, chúng ta đều bị cố hồng kia con ranh lừa gạt. Nàng khẳng định lưu lại không ít gia sản cho cái này sát tinh, cố lão cha hai mắt nguy hiểm nheo lại, bận biểu hướng đại nhi tử ra hiệu, cố thanh lễ gật đầu, ngược lại hướng cố thanh chỉ chất vấn, ngươi sao có thể chứng minh ngươi đây là sự thực. Nếu là làm giả khế đất đâu, dù sao mảnh đất này cần một số lớn bạc, ngươi một nghèo hai trắng từ chỗ nào lấy được bạc xem ở mẹ ngươi phân thường, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, giả lo liệu khế đất kia là trọng tội, nghe được người đọc sách cố thanh lễ nói là giả, theo tới đại sơn thôn thôn dân lập tức tâm tư hoặc là, vừa rồi đối phương nói bọn hắn cũng nghe được, đám người này đã trồng trọt thật nhiều ngày, quả nhiên như là người cố gia nói, đuổi đi những người này, bọn hắn liền có thể ngồi đợi ngày mùa thu hoạch, hiện tại thế đạo không tốt, đừng nói cố thanh chỉ đây là giả khế đất, chính là thật khế đất lại như thế nào. Lương thực mới là trọng yếu nhất, không cần khai hoang liền có thể ngồi đợi ngày mùa thu hoạch. Thay cái khác địa phương nào có chuyện tốt bực này, bọn hắn vội vàng cấp cố thanh lễ tăng thêm lòng dũng cảm. Người nói a, à, người nói một chút ngươi ở đâu ra bạc? Ha ha, nói không nên lời vậy cái này trương khế đất chính là giả, cho là chúng ta thông nhân không biết chữ nghĩ lừa gạt qua sai lầm đi. Chúng ta thế nhưng là có cái người đọc sách ở cố thanh chỉ thần sắc không có chút rung động nào trọng lớn bàn tay đầu tiên là đem khế đất cẩn thận chồng chất, hỏa đáng thu vào trong ngực tất kỹ, nói khẽ với trái phải căng dặn, chuẩn bị sẵn sàng, chủ tử yên tâm tốt. Hai bên người đáp, bọn hắn là nhìn ra, đại sơn thôn thôn dân mới mặc kệ thật không thật, bọn hắn lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có đoạt, trách không được chủ tử vừa lên đến liền nói khẳng định có trận muốn đánh, đánh xong lại nói mới được, xác thực muốn đánh. Cố lão cha đưa tay đối bên cạnh các hán tử hứa hẹn, cam đoan kia hai đầu con lừa thành nhà chúng ta, về sau cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch lúc mỗi gia đình có thể mượn dùng một ngày, Cố Thanh Lễ thấy thế, vội vàng cổ động, đừng tìm bọn hắn nói nhảm, đuổi bọn hắn đi mảnh đất này chính là chúng ta Đại Sơn thôn, Cố Thanh Nghĩa Cố Thanh Nhân cũng thừa dịp hô loạn ô, nhanh. Giữ vững tinh thần đuổi bọn hắn đi, mảnh đất này cách Đại Sơn thôn không xa, vốn là nên thuộc về chúng ta Đại Sơn thôn, Cố Linh chờ đúng thời cơ chuẩn bị chờ hai phe đội ngũ đánh lên liền hướng bên tay trái chạy, nàng nhớ kỹ cố thanh chỉ cùng lâm nhuận nhuận nhà tranh ở bên kia, trong đám người không có lâm nhuận nhuận, nàng nhất định tại nhà tranh bên trong trốn tránh không dám ra đến, đại sơn thôn thôn dân đang chuẩn bị ứng thanh, hô lên vang dội khẩu hiệu lúc, đột nhiên đầy trời cho thang từ trên trời giáng xuống, lưu loát đập vào mặt, trước mắt mơ hồ một mảnh, bọn hắn cố gắng mở to hai mắt, nhưng càng là trợn to, cho thang càng là hướng trong mắt chui, ngứa ngáy lại đâm đau ngay sau đó côn bổng đổ ập xuống đánh đập tới đau đau quá đừng đánh đừng đánh ai u đau quá muốn mạng đấy muốn ta mạng già đấy nhanh dừng tay lại đánh ta liền chết van cầu ta biết sai đừng đánh ta tiếng kêu trên đầy đất nhưng côn bổng không có chút nào ngưng xuống ý tứ thấy kêu trên vô dụng chỉ có bị đánh phần đại sơn thôn hán tử một bên trốn tránh trốn tránh một bên cầu khẩn thông cảm ta không phải cố ý ta không nên lòng tham chỉ cần các ngươi tha ta, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đỏ mắt, đều là cố gia suối dục. Là bọn hắn nói phân cho ta thổ địa, nói không người kế tục thời điểm mượn lương thực cho ta, ta mới tới. Thật không phải chính ta lòng tham, cố lão đầu. Ngươi mau ra đây nói một chút, ngươi không phải nói ngươi là hắn cửu cửu, những cái này vốn là nên ngươi cố gia sao? Ngươi nhanh đứng ra nói a, à, ta thật sự là mở heo làm tâm trí mê muội nghe cố lão đầu cùng liễu hà hoa còn có cố thanh lễ phi cái gì người đọc sách một chút tác dụng không có cố gia không phải người lễ nghĩa liêm sĩ đều không cần tiếng kêu trên chuyển thành căm hận tiếng chửi rủa chẳng qua không phải đối cố thanh chỉ mà là đối cố thanh lễ người một nhà bọn hắn không chút kiên kỵ phát tiết bất mãn cố thanh chỉ mắt lạnh nhìn từ mỗi người bắt đầu lớn tiếng kêu trên lại đến nhỏ giọng chửi mắng mãi cho đến đằng sau ôm đầu lăn lộn đầy đất nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn mở miệng, lui về tới, thanh lâm thôn nam nữ già trẻ đồng loạt thu tay lại, đứng thẳng người, mạnh mẽ xì âm thanh, phục tùng mệnh lệnh lui trở về cố thanh chỉ hai bên cùng sau lưng, lớn như vậy trên đất trống ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đại sơn thôn thôn dân, bọn hắn trên tóc, trên mặt, trên thân dính đầy tro than, từng cái mặt mũi bầm dập treo màu, trong đó lấy người cố gia càng nghiêm trọng lần trước lông tóc không hao tổn cố linh cố đang lần này nhưng là không còn may mắn như vậy, phía sau lưng cái sọc tan nát, cái trán mũi, miệng cùng y phục bên trên tất cả đều là máu, hỗn loạn bên trong, ai cũng sẽ không nương tay, ai u ai u đau khổ tiếng kêu trên không ngừng. Các ngươi nếu là cho rằng trên tay của ta khế đất không phải thật sự, đại khái có thể đi an dương thành báo quan, để nha dịch đến đây bắt ta trở về thẩm vấn, nếu là nghĩ tự mình thay thế quan phủ xử trí, cũng được, chỉ cần chúng ta trên tay đau thương côn bổng đồng ý, hôm nay nể tình dĩ vãng tình cảm bên trên, không muốn mạng của các ngươi, còn có lần sau, trước cân nhắc một chút các ngươi có mấy cái mạng. Cố Thanh chỉ khôi phục thành vừa lên đến thật tốt đàm luận dáng vẻ, không dám. Cũng không dám lại, chúng ta tin tưởng, tin tưởng ngươi khế đất là thật, cố lão đầu nếu là không tin, để hắn đi tìm quan gia ta dù sao sẽ không lại tới, nằm một chỗ người cuối cùng đã rõ. Cố Thanh chỉ đây là cùng bọn hắn tiên lễ hậu binh A, trước cùng bọn hắn thật tốt nói, đem khế đất đều lấy ra cho bọn hắn nhìn, kết quả bọn hắn không nghe không nhận, chịu một trận ra sức đánh sau bọn hắn trung thực nguyện ý nghe, tội gì khổ như thế chứ. Đau không biết trước che chỗ nào hắn tự nghĩ đến, bọn hắn tại sao phải nghe cố lão đầu suối dục, bạch bạch chịu một trận đánh, bọn hắn dụi dụi con mắt, nhìn về phía người cố gia trong hai mắt tràn đầy ác độc tia sáng, đều là cố lão đầu người một nhà hại cút đi, lần sau liền không có dễ dàng như vậy thả các ngươi đi. Hồng Đại Thúc tiến tới một bước, sung làm ác nhân ngoan lệ nói, đúng, lần sau dám đến chơi chết các ngươi, đừng mơ có ai sống lấy rời đi, phía sau hắn hán, hán tử chúng phụ nhân hung dữ buông lời, chương 70, trụi lũi liễu hà hoa nhà, đại sơn thôn các hán tử nghĩ đến đám người này vừa rồi đánh bọn hắn chơi liều, nhìn không được toàn thân co rúng lại dưới, bọn hắn dắt nhau đỡ, đứng lên, trải qua người cố gia bên người lúc, dùng hết toàn lực đá ra một chân, dãy dụa lấy bò dậy cố thanh lễ mấy người cũng là một bụng oán khí. Những hán tử này không có nửa điểm dùng, vừa lên đến liền bị đánh ngã, bị đánh ai không biết, nhiều bọn hắn mấy chục người bị đánh cùng thiếu bọn hắn bị đánh khác nhau ở chỗ nào, bây giờ còn không biết xấu hổ trách bọn họ nhà. Đến thời điểm ý chí chiến đấu sụp sôi, lúc trở về từng cái uể oải tiếng buồn bã khắp nơi, cố lão đầu ngươi xem một chút các ngươi làm cái gì chuyện thất đức. Cũng không hỏi thăm một chút rõ ràng, đem chúng ta lừa gạt đến bị đánh một trận các ngươi vui vẻ rồi. Có hán tử bất mãn khẽ nói, cố thanh nhân một điểm liền, lập tức chế giễu lại, đừng nói ngươi cỡ nào thanh cao, ngươi không biết không rõ là tới làm gì. Trang cái gì trang, muốn ta nói mới vừa rồi là các ngươi vô dụng, bọn hắn là có 80, 90 người, nhưng là bọn hắn bên kia còn có một nửa phụ nhân hài đồng. Chúng ta bên này 70 người bên trong thế nhưng là có hơn 60 cái chính vào tráng niên hán tử, các ngươi đánh không lại, còn không biết xấu hổ trách chúng ta. Thật sự là trò cười, trong đội ngũ Nguyên bản còn chuẩn bị sung làm hòa sự lão các hán tử trên mặt không nhịn được, từng cái trừng mắt nhìn nhau, khinh thường nói, là, là chúng ta vô dụng, về sau lại có dạng này chuyện tốt, các ngươi liền chính mình đi, tuyệt đối đừng lôi kéo chúng ta. Cố Thanh Nghĩa cũng không quen, hừ lạnh, các ngươi yên tâm, có các ngươi cùng không có các ngươi không có khác nhau, tại sao phải lôi kéo các ngươi? Ngươi, ngươi đông đảo các hán tử hiện tại thật sự là hối hận phát điên. bọn hắn tại sao phải nghe cố lão đầu? Lúc trước nếu là nghe triệu đại thúc thì tốt biết bao. Hiện tại thoải mái dễ chịu nằm tại trên giường không thoải mái a? À. Muốn đi qua thụ phần này tội oẹ cái này khí. Thôi đi, còn không phải nghĩ tại thiếu lương thực thời điểm tới nhà của ta mượn lương thực a? À. Các ngươi không trông cậy vào chúng ta kéo nhổ, về sau cũng đừng đến cho ta mượn nhà lương thực. Cố thanh hiếu che lấy so trước đó càng sưng mặt trào phúng thật tốt. Không mượn liền không mượn, về sau các ngươi cũng đừng tới nhà của ta mượn lương thực. Có hán tử kiên cường buông lời, cố thanh hiếu cố linh bọn người mới không thèm để ý, một người một câu cười nhạo nói, trò cười, nhà chúng ta ruộng đồng là nhiều nhất, còn cần mượn lương thực, nhà chúng ta lương thực sung túc vô cùng, các ngươi chết đói, chúng ta còn có ăn, nhà chúng ta không riêng lương thực nhiều, phòng lớn, vẫn là nhà ngói, các ngươi có không, cố lão cha liễu hà hoa ở phía sau khập khiển đi, nghe được nhi nữ căn bản không xem ra gì. Những thôn dân này xác thực muốn gõ một cái, không phải không tốt quản. Trong đội ngũ các hán tử khí mặt đỏ tới mang tai, chính không biết như thế nào phản bác thời điểm. Đội ngũ phía trước nhất hán tử cười lên ha hả, đồng thời reo lên, đúng, nhà các ngươi lương thực nhiều, nhà các ngươi vẫn là nhà ngói, cái này ngói không có, cũng không biết lương thực còn ở đó hay không, còn lại nghe không hiểu các hán tử khi nhìn đến phía trước cố gia phòng lúc cũng hiểu. Bọn hắn lập tức quên đi đau đớn trên người cùng tức giận, lên tiếng chế giễu, "Ai u, ai nói ăn không hết, vân vân vân, chúng ta đều chết đói, nhà ngươi còn có ăn, mấy ngày nữa nhìn xem ai trước chết đói đi." Ba gian nhà ngói, lúc đầu phần độc nhất thể diện cũng không có, thật sự là chết cười người, lại nói cái này nhà ngói cũng không phải Cố lão đầu bằng bản lĩnh kiếm, không có liền không có đi, về sau bằng chính bọn hắn lại cố gắng kiếm bạc đóng thôi. Cố lão cha cùng Liễu Hà Hoa nghe không đúng hai người vội vàng đẩy ra đám người, đi đến phía trước nhất, lập tức nhìn thấy trụi lũi nhà mình, là chân chính trụi lũi, liền ngói đều hết rồi, ai u, đáng giết ngàn đao, cái nào tiện nhân làm chuyện ác u. Ngồi liệt trên mặt đất liễu hà hoa bên cạnh đập đùi bên cạnh gào to, cố lão cha bận bịu xông vào trong phòng, phòng bếp, nhà chính, phòng ốc toàn bộ kiểm tra một lần về sau, ngồi liệt trên mặt đất, song song, toàn song, cố thanh lễ cố linh huynh mụi sáu người sững sờ tại nguyên chỗ ha ha ha, tuyệt đối đừng đến nhà chúng ta mượn lương thực, thật sự là thảm lạc, thật vất vả nuôi gà vịt cũng không có, đúng vậy u, không nỡ ăn không biết tiện nghi cái nào đâu, chiêu báo ứng đi. Để các ngươi tính toán cố hồng nhi tử, nói không chừng là cố hồng, đằng sau hán tử chưa nói xong, đụng phải tất cả mọi người nhìn chăm chú, bận biệu dừng lại câu chuyện, cố lão đầu bọn hắn khi dễ cố thanh chỉ, bọn hắn cũng là im lặng. Đông đảo hán tử tại đi vào nhà mình viện tử lúc, nhìn thấy nơi hẻo lánh nguyên bản gà vịt ngỗng lều chỗ trống rỗng, hai mắt dần dần trợn to, bọn hắn quan gà vịt ngỗng lều đâu, bọn hắn không nỡ ăn gà vịt ngỗng đâu, thật chẳng lẽ là cố hồng trở về trả thù bọn hắn rồi. Không phải có cái nào tặc ăn trộm gà vịt sẽ liền lều cùng một chỗ trộn yên tĩnh trong trẻo lạnh lùng trong đêm, đại sơn thôn tiếng kêu trên liên tiếp, phi thường náo nhiệt, thanh lâm thôn. Lâm nhuận nhuận lâm an lâm toàn bọn người ngay tại cho đám người phân phát phải cùng cầm máu thảo dược đại sơn thôn thôn dân đầu rơi máu chảy bị đánh lão thảm lão thảm, bọn hắn bên này có mấy người cũng bị bọn hắn quốc sẻn đào tổn thương, chỉ có điều không có đại sơn thôn nghiêm trọng, thanh lý cầm máu băng bó vẫn là muốn, đợi hết thảy làm tốt về sau, cố thanh chỉ cho người bị thương nghỉ, ngày mai không cần làm việc cũng có bảy phần, lâm an càng là thừa cơ tuyên bố ngày mai có gà mái canh uống, lập tức thụ thương không bị tổn thương, toàn bộ hoang hô lên. Lâm nhuận nhuận chọn mấy cái phụ nhân hỗ trợ, ước định thời gian, ngày mai tại phân phát vật liệu kia phiến trên đất trống khung nồi lên lò, toàn bộ là người cùng uống canh gà. Kỳ thật nàng suy xét còn có một điểm, lần trước Nam Dương quận lúc cũng có hơn 10 người thụ thương, đệ đệ nói hắn vụn trộn cho bọn hắn uống không gian nước suối, cho nên mới tốt nhanh. Lần này bọn hắn bên này người mặc dù tổn thương không nặng, nhưng đầu năm nay thiếu y thiếu thuốc, có thế nhanh lên dễ làm nhưng tốt nhất, vẻn vẹn đưa qua một thùng nước cũng không có thuyết pháp, còn không bằng dùng không gian nước suối nấu chín canh gà dạng này bọn hắn tốt nhanh chỉ cho là là có dinh dưỡng canh gà công lao, an bài tốt hạng một công việc, bốn người đi trở về, đến trong phòng, thấy rời xa đám người, cố thanh chỉ miếng môi, hồi lâu mở miệng hỏi, các ngươi đi đại sơn thôn rồi, lâm an kinh ngạc cực, làm sao ngươi biết, lâm nhuận nhuận, tốt, không đánh đã khai, lâm toàn, lâm an ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô, thấy cố thanh chỉ ánh mắt nặng nề, đành phải thu hồi cười ngây ngô, đem sự tình trước sau nói một lần, cuối cùng bảo đảm nói, ngươi yên tâm tốt, chúng ta rất chú ý. Một điểm không có bị phát hiện, lần sau, cố thanh chỉ ánh mắt sắc bén, lần sau, Lâm An nghĩ đến hắn cái này đều lần thứ hai, có lần sau không phải rất bình thường. Sau đó Linh Quang lóe lên, quẹ rống, hiểu, cố thanh chỉ không phải quan tâm hắn A, à, rõ ràng hắn là thụ tai họa cái kia cá trong chậu nha, ách, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định khuyên nhủ tỷ ta kiên quyết không thể mang nàng đi mạo hiểm. Hắn một lần nữa bảo đảm nói, cố thanh chỉ thần sắc rốt cục rõ ràng giãn ra chút, lâm nhuận nhuận bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đặt ở quần thể thao bên trong cái kia gói thuốc, nàng bận biểu từ không gian đem thay đổi quần áo thể thao lấy ra, lật ra giấy dầu bao, đưa cho cố thanh chỉ, ngươi nhìn, chương 71, trong gói giấy bột phấn là cái gì, tỷ ngươi lúc nào cầm tới cái này bọc giấy, ta làm sao không biết lâm an hai mắt theo lâm nhuận nhuận trên tay giấy dầu bao di động không hiểu hỏi mấu chốt mặc kệ tại đại sơn thôn vẫn là ở trên đường trở về tỷ hắn đều không cùng hắn đề cập qua a mà lại ngươi làm sao không để tại không gian bên trong thả trong túi nhiều dễ dàng rơi lâm nhuận nhuận lúc đầu cũng nghĩ bỏ vào không gian bên trong chỉ là đây là từ liễu hà hoa thả tiền bạc trong hộp tìm tới ta nghe hương vị không đúng sợ là không tốt đồ vật liền không dám hướng không gian thả nghe được là không tốt đồ vật lâm an càng thêm hiếu kỳ hắn duỗi dài đầu hận không thể trực tiếp nhận lấy mở ra nhìn xem không có nhiều tốt lâm toàn cũng nhìn về phía bọc giấy cố thanh chỉ tiếp nhận mở ra màu trắng bột phấn trạng liền hiện ra tại bốn người trước mắt giống bột mì có phải là thuốc chuột thuốc con chuột sợ ăn nhầm cho nên thả trong hộp cố thanh chỉ lắc đầu sẽ không đại sơn thôn không ai sẽ cam lòng mua thuốc chuột thuốc con chuột không đáng liễu hà hoa càng là sẽ không chỉ có đại hộ nhân gia mới có thể dùng thuốc chuột lâm nhuận nhuận dù sao cung đấu trạch đấu tiểu thuyết nhìn nhiều nghĩ tự nhiên so lâm an lâm toàn rộng lớn cắn cắn môi nàng chần chờ nói ra thứ này chỉ có góp nhiều gần khả năng nghe ra mùi gây mũi vẫn là tại phân lượng nhiều như vậy tình huống dưới nếu như là độc dược cũng sẽ là thượng đẳng độc dược a mặc dù không muốn đến phương diện nào đó nghĩ nhưng có đôi khi không thể không làm dự tính xấu nhất lâm toàn tâm tư cẩn thận lập tức nghe hiểu trong đó điểm đáng ngờ một cái vắng vẻ chân núi nghèo khó nông hộ nhà là tuyệt đối mua không nổi cũng sẽ không đi mua lấy chờ độc dược cố thanh chỉ nắm bọc giấy tay nắm thật chặt mẹ hắn qua đời thời điểm hắn tuy nhỏ nhưng cũng đã ký sự trong trí nhớ một cơn mưa thu qua đi nương nhiễm lên phong hàng bắt đầu chỉ là bình thường phổ thông bị cảm lạnh về sau ho khang tăng thêm liễu hà hoa chủ động mời đại phu đến cho nương chẩn trị lại lấy thuốc chịu cho nương uống một bát lại một bát đắng chát chén thuốc uống hết, nương bệnh tình càng thêm tăng thêm, cuối cùng không thể sống qua mùa đông, học máu mà chết, nhưng bọn hắn vẫn cho là là đại phu y thuật không tin, tưởng rằng nương nhiều năm lao tâm lao lực thân thể hao tổn lợi hại, tưởng rằng càng thêm rét lạnh mùa đông không thích hợp dưỡng bệnh, thậm chí cảm niệm liễu hà hoa lúc trước chủ động mời đại phu cho hắn nương chữa trị ân tình, hắn cùng thiên lý thúc, vân thúc chịu mệt nhọc mặt cho đánh mặt cho mắng, những năm gần đây, hắn chưa hề nghĩ tới là trong dược động tay động chân, nhìn xem trên tay rõ ràng nhiều năm rồi giấy dầu cùng bên trong thấy thế nào cũng không giống là đồ tốt bột phấn, cố thanh chỉ nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, nói ra, ngày mai ta đi một chuyến An Dương Thành, tìm tiệm thuốc hỏi rõ ràng, lâm nhuận nhuận tán đồng, tốt, hỏi rõ ràng tương đối tốt, lâm toàn cũng tán thành. Dù sao cũng là không phải độc dược không phải bọn hắn bằng mắt thường có thế nhìn ra, mà lại cho dù là độc dược, là loại kia độc dược, bình thường có thế nhìn thấy vẫn là khó gặp, ở trong đó trên lệch liền rất lớn, bình thường có thể thấy được có thế mua, chỉ có thể nói rõ cố lão cha cùng liễu hà hoa hai người vốn là tồn cái kia tâm tư, nhưng nếu là khó gặp, kia phía sau phải chăng một người khác hoàn toàn, trong bốn người chỉ có Lâm An còn ở vào như lọc vào trong sương mù, hắn mang mang nhiên hỏi, liền cái này một bao thuốc bột, đáng đi một chuyến An Dương thành sao, muốn ta nói, tùy tiện bắt chỉ con chuột, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi thuốc bột này chính là có hại ném là được làm sao ba người còn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề lâm nhuận nhuận không muốn cùng nhà mình xuẩn đệ để nói chuyện thúc giục nói ngươi nhanh đi tẩy tẩy ngủ bắt đầu từ ngày mai đến trả có sống muốn làm đâu lâm an ngày mai không phải nghĩ chờ ngồi ăn a à, có cái gì sống muốn làm ngược lại nghĩ đến chính là bởi vì ngồi ăn mới có sống muốn làm dù sao ngồi ăn cần không ít trợ thủ người được rồi tỷ ngươi ngày mai còn muốn tay cầm muôi cũng nhanh nghỉ ngơi. Lâm nhuận nhuận còn không nghĩ nghỉ ngơi. nàng nhìn về phía cao mày Cố Thanh Chỉ. Cố Thanh Chỉ thu hồi gói thuốc. đối đầu Lâm nhuận nhuận lúc sắc bén mặt mày mềm rất nhiều. đau lòng nói, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi. trước tiên ngủ đi. ta ngày mai hỏi trở về cùng ngươi nói. nói xong lại thêm một câu, đừng lo lắng, ta không sao. được. Lâm nhuận nhuận nhu thuận đáp ứng. tại gói thuốc không có xác định tình huống dưới. nói cái gì đều vì lúc quá sớm nàng chỉ hy vọng đây là tầm thường nhất phổ thông độc dược, không phải, vị kia ở xa kinh thành hầu gia, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời hơi sáng, cố thanh chỉ đã rời giường rửa mặt xong, bút xong xe lừa thừa dịp sương sớm hướng An Dương Thành xuất phát, đêm qua đại sơn thôn người náo hơn phân nửa đêm, thanh lâm thôn thôn dân so bình thường dậy trễ rất nhiều, nhưng dù cho so bình thường muộn rất nhiều, tại lâm nhuận nhuận xem ra cũng là sớm không được, gặp qua phu nhân. Đồng loạt thanh âm vui mừng hớn hở trung khí mười phần, Lâm Nhuận Nhuận đánh một nửa ngáp không hạ được đi, các nàng đều không khốn sao, thấy Lâm Nhuận Nhuận sững sờ, một bên Lý Tú coi là phu nhân quên, vội nói ra tới ý, phu nhân, các nàng đến lĩnh gà mái, Lâm Nhuận Nhuận tay đi phía trái phía trước một mảng lớn rừng cây chỉ đạo, các ngươi đi bắt đi, đều ở trong đó, còn có trứng gà, một đạo nhặt trứng tráng tươi ăn, không gian sinh trưởng quá nhanh, những cái này gà một mực thả bên trong dễ dàng chết già, cho nên cố thanh chỉ cùng lâm toàn lâm an đem rừng cây thu dọn một chút, lại làm thành một cái vô cùng lớn vòng tròn, sắp mở ổ trưởng thành gà toàn chuyển ra tới, dạng này về sau làng bên trên hán tử ra ngoài bán gà, trực tiếp từ bên trong bắt là được. Vui tươi hớn hở lý đại nương dương thiến phùng gia nàng dâu nhóm thuận lâm nhuận nhuận chỉ thị, đi vào nuôi gà rừng cây chỗ, nhìn xem bên trong đếm không hết gà cùng một khỏa lại một khỏa tròn vo trứng gà lúc, kinh ngạc đến ngay người, bọn hắn chủ gia đến cùng nuôi bao nhiêu gà a à? không, không chỉ là gà, bên cạnh còn có hai cái ít hơn một chút vòng tròn, nhưng cũng chỉ là cùng lồng gà so sánh, trên thực tế một điểm không nhỏ, bên trong là mập nhuận vịt ngỗng cùng một khỏa lại một khỏa trắng bóng trứng vịt cùng so nắm đấm còn lớn trứng ngỗng, tú nhi, cái này trứng gà có phải là nhiều lắm, phu nhân ý là để chúng ta toàn nhặt trứng tráng tươi ăn sao, cũng không thể đi, nơi nào ăn xong, lý tú ở chỗ này hầu hạ vài ngày. Trước đó chủ gia không có nói cho nàng có cái này trại nuôi gà cũng không có để nàng làm nhặt trứng gà sống, nhưng hôm trước bắt đầu, phu nhân nói về sau nhặt trứng gà sống nàng làm được hay không, nàng đương nhiên đi, dù sao trứng gà là quý giá nguyên liệu nấu ăn, phu nhân nguyện ý để nàng làm, đây là tín nhiệm đối với nàng. đã nhặt qua một lần trứng gà nàng đối đầu đại nương thím nhóm nói ra, bên trong mấy ngàn con gà mở ổ, một ngày có thế trên mặt ngàn cái trứng gà, đương nhiên không có khả năng toàn ăn a à, là là hơn ngàn cái trứng gà kia là không có khả năng toàn ăn, đừng nói toàn ăn, một người một cái chúng ta làng cũng phải hơn 100 cái đấy, cái này cần bao nhiêu bạc a? À? đừng nói chuyện phím, nhanh làm việc đi. Phu nhân nói không riêng làm cho tất cả mọi người uống canh gà còn có thể ăn được thịt gà, cái này lại thêm trứng gà, những hài tử kia còn không phải vui điên a? À? đừng nói bọn nhỏ, ta cái này nước bọt đều muốn chảy ra, chương 72. Người cả thôn uống gà mái canh đi, trống trải sân bãi bên trên, dựng lên sáu miệng nồi sắt lớn, trong đó có hai ngụm là từ liễu hà hoa nhà trong phòng bếp tháo xuống. Nồi sắt lớn bên trong đung như lấy hương nồng canh gà, quát ra một trận lại một trận nồng đậm canh gà hương khí, câu những cái kia tại chỗ gần đào rau dại đám trẻ con thỉnh thoảng lại gần ngửi một chút, ăn không được lại không nở đi xa. Bên cạnh còn có hai cái tiểu táo miệng phía trên trưng bày hai ngụm nhỏ nồi sắt, ngay tại nấu luyện gà dầu. Vàng ống đầy đặn gà dầu trơn bị cắt thành khối nhỏ, chia hai cái nồi chế biến, thẳng đến dầu trơn biến thành nho nhỏ một khối phiêu phù ở gà dầu phía trên, phụ trách chế biến phụ nhân mới đưa nhỏ nồi sắt bưng xuống, đem gà dầu đổ vào một cái trong tô, 50 cái gà mái, lại cũng chế biến ra hai bát lớn gà dầu đến, chu thẩm tử, trịnh tỷ tỷ, các ngươi tiếp lấy dùng nhỏ nồi sắt trứng tráng tươi, gà bả dầu giữ lại ban đêm kia bỗng nhiên lấy ra hầm khoai tây ăn. Lâm nhuận nhuận ngay tại khoái động nồi sắt lớn bên trong canh gà, quay đầu đối đầu chế biến gà dầu hai người nói, ai? tốt. Chu thẩm tử cùng trịnh tỷ không nghĩ tới còn có ban đêm kia bỗng nhiên, lại ban đêm dùng bả dầu hầm khoai tây ăn, vui vẻ ra mặt đáp lời. Đại sơn thôn đến náo một lần, chủ gia thương cảm bọn hắn vất vả, lại cảm thấy bọn hắn đồng tâm hiệp lực vô cùng đoàn kết, ban thưởng bọn hắn như thế phong phú đồ ăn. Nếu là có thể ách, mặc dù ý nghĩ này rất không đúng, nhưng các nàng có chút chờ mong, chờ mong đại sơn thôn thôn dân lại đến, tiện thể lại phạt hơn vài chục cây đại thụ vậy thì càng tốt. Phu nhân, bao cốc bánh bột ngô in dấu hơn 50 tấm ra tới, có đủ hay không? Ngay tại một hơi nồi sắc lớn bên cạnh bánh nướng tử lý tú hướng lâm nhuận nhuận hỏi thăm. Phu nhân nói tăng thêm triệu gia tỷ đệ, làng bên trên hơn 100 người, nồi thiếu cái bàn ít, mọi người toàn bộ cùng một chỗ ăn khẳng định là không kịp, muốn từng nhóm mới được, 50 cái gà, mỗi người chia đều gần nửa con gà. Mà lại mỗi người còn có một tấm bao cốc bánh bột ngô, một cái trứng tráng tươi, cái này đặt ở dĩ vãng nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nghĩ đến hôm nay cơm nước, nàng chỉ cảm thấy tối hôm qua nàng không đủ ra sức, lần sau nếu là lại có những thôn khác tử người dám tới gây sự, nàng nhất định so tối hôm qua còn mạnh hơn hung ác, không đơn giản lý tú nghĩ như vậy, phân đến nhóm đầu tiên đồ ăn thụ thương các hán tử, lão giả cùng hài tử toàn bộ là ý nghĩ này, một loạt hài đồng cùng nhau đứng tại lâm nhuận nhuận trước mặt, xoa xoa tay bức trước bất an lại vẫn không thể tin hỏi thăm, phu nhân, ta chúng ta cũng là ăn trước, nhưng tối hôm qua, chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Mẹ ta kể, nữ hài tử không thể lên bàn, muốn để cha cùng các ca ca đệ đệ ăn trước ta khả năng ăn. Mẹ ta cũng nói như vậy, Lâm nhuận nhuận nghe hốc mắt nóng lên, trước mắt những cái này tiểu nữ hài đen xì gầy yếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt lộ ra phá lệ lớn, trong veo sáng tỏ bên trong mang theo khiếp nhược bất an, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Nàng sờ sờ các nàng tóc, mở miệng nói ra, dĩ vãng ở bên ngoài lúc ta quản không được nhưng sau này chúng ta thôn nữ hài tử cùng nam hài tử đồng dạng có thể lên bàn ăn cơm không chỉ lên bàn ăn cơm trước đó phân y phục tài năng lập nhà chọn vườn rau phân thổ địa có phải là nữ tử cũng đều phân rồi cho nên về sau tại thôn chúng ta các ngươi cùng các ngươi ca ca đệ đệ cùng với các nhà nam hài tử đều là giống nhau phía ngoài phải chăng bình đẳng có bao nhiêu bình đẳng nàng quản không được nhưng thuộc về thôn của nàng muốn quản vẫn có thể làm được một bên Lâm An sau khi nghe được lập tức tinh thần phấn chấn, hắn nhảy ra ngoài, phụ họa nói: "Tỷ ta nói rất đúng. Chúng ta thôn nam nữ phân ruộng phân đều là giống nhau, các ngươi nghe ta tỷ liền thành, vậy mà nữ tử còn không thể lên bàn ăn cơm, nếu ai dám để tỷ hắn không lên bàn, hắn đem nhà kia cái bàn đều vén, dù sao ai cũng đừng nghĩ ăn." Lâm Toàn nghĩ sâu xa một chút, mượn cơ hội này bổ sung cũng là tuyên bố, về sau các ngươi lấy chồng, nếu là tại chúng ta là người bên ngoài, chúng ta cũng sẽ thả người, nhưng là ruộng đồng ốc xá mang không đi. Nhưng nếu là chọn bên trong làng của chúng ta hán tử hoặc là đem phía ngoài hán tử chiêu tế tiến đến, không chỉ có các ngươi có, liên đới phu quân của các ngươi hài tử cùng nhau chia ruộng đất, cũng sẽ phân chia địa phương cho các ngươi xây phòng. Lâm nhuận nhuận sau khi nghe được đặc biệt muốn cho đệ đệ quát một tiếng hái, quy định này tốt, về sau thôn xóm bọn họ người sẽ không sói mòn nói không chừng còn có thế càng ngày càng nhiều, nhiều sau liền có thể ra bên ngoài mở rộng nghe được lâm toàn một phen hán tử phụ nhân cùng đám trẻ con càng là chấn động vô cùng những cái kia tiểu nữ hài nhóm e lệ về e lệ nhưng đã mơ hồ biết được các nàng không so với ai khác kém tốt chúng ta nghe phu nhân về sau các nàng muốn cùng phu nhân học lý tú vụng trộn lau nước mắt lưng ưỡn lên chưa bao giờ có thẳng nàng cầm lấy đại một muôi an tâm hô tới 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 một người một thì thịt gà một thì canh gà cộng thêm một tấm bánh một cái trứng tráng người người đều có nàng rốt cuộc không cần lo lắng cho mình về sau, nàng chỉ cần trung tâm đối đãi phu nhân, cuộc sống sau này sẽ so với tại nhà mình còn tốt qua, cũng sẽ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tốt qua. Một chậu lại một chậu phân lượng 10 phần thịt gà canh gà, từng trương in dấu dày đặc tiêu hương bao cốc bánh bột ngô, từng khỏa trơn như bôi dầu trứng tráng vô cùng náo nhiệt phân phát xuống dưới, ăn trước người vùi đầu ăn uống thả cửa, hận không thể một hơi nuốt vào, lại sợ ăn quá nhanh, không cách nào dư vị xếp tại đám tiếp theo người vô tâm làm việc, nhìn chầm chầm trên bàn gỗ canh bồn không ngừng nuốt nước miếng. Từ thiên từ lượng từ minh ba huynh để nhìn xem từ tiểu hoa từ tiểu thảo ăn như hổ đói bộ dáng, so với mình ăn còn vui vẻ. Vừa bọn hắn vừa về đến, hai cái muội muội liền cùng bọn hắn nói chủ gia tuyên bố sự tình. Dĩ vãng sợ nhất chính là muội muội đến nhà khắc thụ khi dễ thụ bà bà tha mài. Bây giờ tốt, ba người bọn hắn ca ca có thể an tâm làm việc, về sau cố gắng cho hai cái muội muội chiêu vị hôn phu trở về triệu xuân triệu hạ tỷ đệ cũng ở trong đó triệu hạ triệu thu triệu đông nhấp một hớp nồng đậm canh gà lại gặm miệng tiêu hương bao cốc bánh bột ngô nghĩ là cha mẹ nếu là cũng có thế ăn vào dạng này mỹ vị liền tốt tỷ tỷ qua không có mấy ngày gả cho cố thiên lý sau này sẽ là thanh lâm thôn người bọn hắn cũng muốn làm thanh lâm thôn người tỷ ăn trước có chuyện trở về cùng cha mẹ nói biết lâm nhuận nhuận bên này lại là canh gà lại là trứng tráng bánh bột ngô liễu hà hoa cố linh bên kia liền thảm bởi vì tối hôm qua cố linh mấy người lời nói thả ra đem trong làng cùng bọn hắn cùng nhau đi người đắc tội thấu thấu không cùng bọn hắn cùng nhau đi lại khinh thường hành vi của bọn hắn cho nên bọn hắn một viên gạo không có mượn đến đói bụng tư vị thực sự không dễ chịu nhất là còn tại thụ thương tình huống dưới cố linh che lấy vết thương trên đầu không cam lòng hô mẹ ngươi không thể đi cậu mợ nhà mượn lương thực trở về sao, vừa nghe đến có lương thực, cố thanh hiếu không lo được trên người đau, bận bịu thúc giục, nương ngươi trước kia trợ cấp cậu mợ nhà bao nhiêu. Hiện tại nhà chúng ta thành dạng này, bọn hắn cũng nên trả lại, nói linh tinh cái gì. Ngươi cậu là anh ta, hắn ăn ta một chút đồ vật thế nào rồi? Cái gì có trả hay không? Liễu Hà Hoa không vui lòng, che chở nói, cố lão cha nhìn xem đói buồn bã yểu xìu nhi nữ, đối liễu hà hoa quát lớn, ngươi mang theo thanh lễ đi mượn lương thực, còn lại đi cắt cỏ tranh trở về, cùng ta cùng một chỗ làm nóc nhà, nghe được làm nhà tranh đỉnh, kêu trên kinh thường âm thanh nhất thời. Trường 73, Liễu Ti nhớ Nhà ngói là bọn hắn một nhà người cùng đại sơn thôn những người khác người ta khác biệt lớn nhất, cha, ta không nghĩ muốn nhà tranh đỉnh, nhà ngói nóc nhà sạch sẽ. Cố Linh nghe xong không vui lòng, vượt lên trước cho thấy thái độ, nàng đi qua trong làng cái khác tiểu tỷ muội phòng, nhà tranh đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống vụn cỏ xuống tới, nhưng khó chịu, mà lại trước đó đi Triệu Xuân nhà làm mai sự tình, bị Triệu Xuân mẹ nàng cự tuyệt, nàng đánh đáy lòng cho rằng Triệu Xuân không có phúc khí, ở không lên nhà mình nhà ngói, chỉ có thể uống tại cái kia phá nhà tranh bên trong, bây giờ ngược lại tốt, nhà mình cũng thành nhà tranh đỉnh, kia cùng Triệu Xuân nhà cùng trong làng những gia đình khác còn có cái gì khác nhau? Cố Thanh Nhân mấy người cũng không nguyện ý, cha, nhà tranh quản lý lên phiền phức chết một năm muốn đổi một lần cỏ tranh về sau mỗi năm đứng lên liền phải đổi nóc nhà nhiều mệt mỏi a à, âm trầm thấp bé còn dễ dàng mưa dột cha chẳng phải một điểm bạc sự tình sao dứt khoát vẫn là dùng ngói xám bi cố lão cha sắc mặt càng phát khó coi liễu hà hoa kêu khóc cái gì gọi là một điểm bạc nhà ta nơi nào còn có bạc đều là kia đáng đâm ngàn đao đáng ghét tặc nhân nhà ta hiện tại là một đồng tiền đều không có a à. thời gian này nhưng thế nào qua u tuổi tác khá lớn cố thanh nghĩa cố thanh nhân bọn người còn nhớ rõ khi còn bé phong quan khi đó cô cô vẫn còn trong nhà từ lụi bại nhà tranh biến thành ba gian lớn gạch một phòng từ nhà tranh thay thế thành cho phòng ngói đỉnh từ vài mẫu đất hoang chậm rãi đặt mua mười mấy mẫu ruộng tốt lần ruộng bọn hắn thỉnh thoảng có thể ăn được trứng gà đường cầu bánh ngọt ăn tết lúc còn có thế có bộ quần áo mới bắt đầu từ khi nào thời gian càng phát ra khổ sở a à, là từ cô cô sau khi qua đời tiền tài toàn bộ rơi vào nương trên tay trong nhà tiền tài nhiều ruộng đồng nhiều lương thực nhiều gà vịt nhiều nhưng là rơi vào trên tay bọn họ đồ vật ngược lại càng ít tương phản nhà cậu càng ngày càng tốt qua huynh đệ bọn họ nhìn về phía liễu hà hoa ánh mắt tôi đầy độc liễu hà hoa bị thân nhi tử ác độc ánh mắt nhìn xem toàn thân co rúng lại dưới muốn chết à hai người các ngươi nhìn ta làm cái gì đều là ngươi nhất định để lâm gia tam tỷ đệ ở kho củi lại đem Triệu Xuân hôn sự nói thất bại, hiện tại tốt, một cái con dâu đều không có, liền nhà ngói đều hết rồi, vừa nghĩ tới phòng ở trở nên kém, lương thực bạc đều không có, về sau còn muốn xuống đất làm việc, Cố Thanh Nghĩa đối tương lai một điểm ước mơ đều không có, trước đó hắn chướng mắt Triệu Xuân, coi là lấy nhà hắn điều kiện còn có thể tìm tới tốt, bây giờ hy vọng này cũng hết rồi, hắn đột nhiên cảm thấy có Triệu Xuân cũng rất tốt, có thể lấy được nàng dâu liền thành, huống chi cái này nàng dâu còn có thế xuống đất làm việc, nương cứ như vậy dung không được khác nữ tử làm con dâu, chẳng lẽ khắp thiên hạ liền liễu gia nữ tử mới có thể làm nương con dâu. Tốt, ta ngược lại muốn xem xem nhà chúng ta bây giờ tình huống này, liễu gia cửu cửu có chịu hay không đem nữ nhi gả tới. Cố thanh nhân hờn dỗi khẽ nói, liễu hà hoa cũng là một bụng ủy khuất không dám nói, lâm nhuận nhuận khi đó là bởi vì nàng là thương gia đình, nơi nào xứng với nàng người đọc sách trưởng tử nàng làm khó dễ một chút làm sao rồi làm sao biết nàng dám kiên cường đi đi thì đi còn đem trong nhà ba cái làm việc một đạo mang đi về phần triệu xuân kia là nàng không nghĩ a à. nàng cũng không có dở trò xấu làm khó dễ a à, không phải liền là nghĩ tiết kiệm nàng kia phần xính lễ bạc nha bây giờ ngược lại tốt lão đại và lão nhị nàng dâu đổ đều giống như nàng làm chạy như vậy nàng lấy lòng bảo đảm nói tốt tốt nương đi liễu gia làm lương thực trở về các ngươi cửu cửu thương các ngươi còn đến không kịp, nhất định sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Về phần nàng dâu, không cần lo lắng, đại ca các ngươi có ti nhứ, chờ bọn hắn thành hôn, lại từ từ cho các ngươi chọn tốt. Cố thanh nghĩa mấy người hừ hừ, quay mặt qua chỗ khác, nghe được có lương thực cùng nàng dâu, cũng không còn lên tiếng. Trong một đám người chỉ có cố thanh lễ khí định thần nhàn dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng hắn tự nhận có ti nhứ biểu muội lại đầy bụng tài hoa, khó khăn chỉ là tạm thời, về sau tiền đồ cùng nàng dâu đều có, không cần cùng mấy cái đệ đệ đồng dạng ánh mắt thiển cận lo lắng bất an. Liễu Hà Hoa cùng Cố Thanh Lễ hai người gắng sức đuổi theo, đi hơn một canh giờ đường núi, lòng bàn chân nổi bóng trước rốt cục đuổi tới Liễu Cửu cha nhà. Vừa nhìn thấy cái kia trâm mận váy vải yếu như bồ liễu liễu ti nhứ, Cố Thanh Lễ hai mắt phát sáng lên, Lâm Nhuận Nhuận là dáng dấp đẹp mắt, nhưng nàng không có ti nhứ biểu muội phong tình, ti nhứ biểu muội nhu nhược như là Phật liễu, nhu cầu cấp bách hắn cây to này dựa vào, chỉ có tại ti nhứ biểu muội chỗ này, hắn mới biết được mình trọng yếu bao nhiêu. Thanh lễ biểu ca, liễu ti nhứ nhìn thấy một thân trường sam cố thanh lễ, hai con ngươi lập tức nhiễm lên ống ánh nước, lập tức khi nhìn rõ cố thanh lễ trường sam bên trên nhiễm bùng đất cùng vết máu, biến sắc, trong hai mắt ống ánh nước che giấu, bước chân lui lại, cố thanh lễ không chút nào cảm giác, chạy chậm đến tiếng lên. Liễu Hà Hoa một bên đi lên phía trước một bên sai sử, đại nha đầu, nhanh đi đem cha ngươi tìm trở về, ta có việc tìm hắn. Liễu ti nhớ đáy mắt hiện lên chán ghét, trên mặt không hiện, né qua cố thanh lễ đưa qua đến tay, xoay người đi tìm nàng cha đồng thời âm thầm để ý, đem mẹ nàng cũng cùng nhau hô trở về. Một phen hàng huyên về sau, nghe cô mẫu than thở khóc lóc tiếng kêu rên, liễu ti nhớ mày nhăn lại, liễu cửu cha mợ lông mày cũng nhăn lại, liễu hà hoa gặp nàng đại ca cùng chị dâu rõ ràng không vui, bận biệu từ bên hông khăn tay tử bên trong móc ra một khối lớn bằng ngón cái bạc vụn, cuốn quyết đưa lên tiếng đến, lấy lòng nói, sao có thể thật làm cho đại ca đại tẩu mượn lương thực, khối này bạc vụn giữ lại cho chất nhi nhóm mua đường ăn, cố thanh lễ lông mày thật sâu nhào, dĩ vãng nhà mình có bạc, nương trợ cấp nhà cậu hắn cũng không nói cái gì, chỉ là bây giờ trong nhà một đồng tiền đều không có, nương giấu giếm bạc còn như dĩ vãng đồng dạng hướng nhà cậu đưa, cũng quá không để ý người trong nhà chết sống huống hồ có khối này bạc vụn trực tiếp mua lương thực là được, làm gì đến cậu nhà mượn, lại xa lại không tốt nghe, liễu cửu mẫu thấy có bạc, lập tức vẻ mặt ôn hòa lên, nói lên lời khách khí, không khéo hai mắt liếc mắt không vui cố thanh lễ, xì miệng, đọc sách có làm được cái gì. Không biết lễ tiết, nàng ngầm đâm đâm hỏi thăm, hài tử hắn cô, ngươi vừa nói cố thanh chỉ có một mảng lớn thổ địa. Còn có hơn trăm người giúp đỡ cùng hai đầu con lừa cùng liên miên gà vịt. Liễu Hà Hoa không nghi ngờ gì, tưởng rằng đại tẩu quan tâm nàng, vội vàng lại sẽ tối hôm qua đối phương như thế nào hung tàn, vùng đất kia cỡ nào rộng lớn cùng nàng Bạch Nhãn Lan cô em chồng Cố Hồng khẳng định lưu lại tài sản chờ một chút cùng nhau lại nói một lần. Liễu Ti Nhứ ở một bên tập trung tinh thần nghe, âm thầm ghi ở trong lòng, Cố Thanh chỉ cái kia phá tướng cường tráng hán tử, nàng nhớ kỹ, dĩ vãng mỗi lần đi Cố gia, hắn không phải đang làm việc chính là tại bị cô cô quở trách, nghĩ không ra hắn hiện tại không chỉ có thuộc về hắn thổ địa thủ hạ còn có trên trăm người, thật là nhìn không ra, mặc dù trước kia nàng chướng mắt, nhưng cố thanh chỉ đã xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay ngược lại là xứng với mình, cô cô, ngươi nói kia thanh chỉ biểu ca thổ địa ở đâu, một cái nhận hết khi nhục hắn tử, chính cần sự an ủi của nàng, chương 74, lần thứ nhất dắt tay, cố thanh chỉ liên tiếp chạy lượt an dương thành tiệm thuốc y quán, đạt được đều là giống nhau sau khi trả lời, đuổi tại mặt trời lặn trước trở lại thanh lâm thôn. Trong thôn ở giữa trên đất trống tiếng người huyên náo, khói lửa lượng lờ, bị chúng phụ nhân vây vào giữa người tươi cười như hoa, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem nàng, hắn một thân mỏi mệt phản phất biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cố thanh chỉ trở về, lập tức có hai cái hán tử chạy lên đến đây, một cái đem toa xe từ con lừa trên thân cởi xuống, một cái khác nắm con lừa đi ăn cỏ liệu. Phong trần mệt mỏi cố thanh chỉ không chút do dự nhanh chân hướng trong đám người lâm nhuận nhuận đi đến. Lâm nhuận nhuận chỉ thấy quay chung quanh bên người nàng chúng phụ nhân đột nhiên toàn bộ tránh đi, lại dương mắt liền gặp được cao đại tráng to lớn cố thanh chỉ lớn người tiến lên, biết được hắn có chính sự muốn nói, liền đối bên cạnh chúng phụ nhân nhẹ giọng phân phó, đợi chút nữa ăn uống dựa vào các ngươi, ta có chút sự tình sợ là không có thời gian tay cầm muôi, chúng phụ nhân bận biểu cười nhẹ nhàng đáp lời, phu nhân cứ việc đi làm việc. Sao có thể một mực làm phiền phu nhân, phu nhân quá khách khí, bản này chính là chúng ta muốn làm. Phu nhân nhanh cùng chủ tử nói một chút lời nói đi thôi. Phu nhân nhanh đi, chủ tử chờ không nổi liệt. Tại một mảnh hỉ khí hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ bên trong, lâm nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ đỏ nhuận nhuận đi theo cố thanh chỉ sau lưng hướng nhà đi. Trời chiều đêm hai người thân ảnh kéo thật dài, đi tại đồng ruộng thổ địa bên trên, gió nhẹ ấm áp, nếu như không phải trong lòng ghi nhớ lấy túi kia bột phấn. Lâm nhuận nhuận cảm thấy lúc này cảnh này quả thật rất đẹp rất tốt đang cúi đầu nghĩ lung tung ở giữa, để ở bên người tay trái đột nhiên bị một con khô ráo rộng lớn bàn tay bao trùm. Lâm nhuận nhuận cảm giác toàn thân huyết dịch toàn bộ hướng trên mặt phóng đi, hai má nhiệt độ nóng dọa người, nàng ngạc nhiên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lông mày đuôi có đạo sẹo hắn tự ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt kiên nghị bình tĩnh, nếu như không phải hắn tay bên trên đỏ bán hắn, ngược lại thật sự là lộ ra hắn không chút nào hoảng không loạn giống như, biết hắn cũng khẩn trương, Lâm nhuận nhuận kỳ dị giống như không có vừa rồi ngạc nhiên, ngược lại từ đáy lòng dân lên một vòng mừng rỡ, hắn cũng là hốt hoảng nha, có phải là nàng là hắn cái thứ nhất, đã hắn cùng nàng đều là cái thứ nhất, cái kia cũng không tồn tại ai chiếm ai, cố thanh chỉ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tay nhỏ mềm non tinh tế không tưởng nổi, sao hắn coi là còn muốn mềm còn muốn non, kia tinh tế da thịt để hắn lòng bàn tay ngứa ngáy không biết là tốt, khó chịu, lại không nở buông ra một chút xíu thậm chí muốn lấy được càng nhiều càng nhiều, hắn hướng người trước mặt Nhi nhìn lại, hầu kết nhấp nhô, càng giọng khẽ gọi, nhuận nhuận, lâm nhuận nhuận mềm mềm ứng tiếng, đối diện cố thanh chỉ nặng nề thần sắc lập tức nhu hòa ra, thô kệt trên mặt cẩn thận từng ly từng tí, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỗ gần mặc dù không người, nhưng nơi xa lẻ tẻ che kín người, không nghĩ nhuận nhuận bị người trông thấy, hắn nhịn xuống đáy lòng sao động, ngầm câm nói, về trước phòng lại nói, bàn tay vô luận như thế nào cũng không muốn buông ra mềm non tay nhỏ. Lâm nhuận nhuận một đường bị nắm trở về phòng, vốn cho là cố thanh chỉ sẽ có bước kế tiếp cử động, không nghĩ tới cố thanh chỉ chỉ là đưa nàng an tọa ở trên ghế, hắn ở trước mặt nàng nửa ngồi dưới, thần sắc nghiêm túc thận trọng nói, ta có việc thương lượng với ngươi, từng, um, ngươi nói. Lâm nhuận nhuận nhẹ nhàng trả lời, cố thanh chỉ bộ này cùng bình thường hoàn toàn khác biệt bộ dáng thần thái, khẳng định là có chuyện muốn nói a. À chỉ là không biết muốn nói đến cùng ra sao sự tình. Cố Thanh chỉ trầm ngâm một lát, mở miệng tiếng nói tràn đầy ấy nấy, hiện tại thế đạo loạn, ta vốn chỉ muốn lấy chiêu ít nhân thủ trồng lương thực bảo an toàn, đem chúng ta làng bảo vệ như thùng sắt kiên cố, không để ngươi thụ thương là được. Lâm nhuận nhuận rất an tĩnh nghe, hắn ý tưởng này rất tốt, mà lại không phải nhanh làm được rồi sao, nàng không hiểu hỏi, ngươi là không muốn tiếp tục che chở ta sao, cố thanh chỉ đầu lắc lợi hại, thần sắc bối rối, vội vàng giải thích không có ta làm sao có thể không che chở ngươi là là ta cuộc sống sau này không thể chỉ đợi ở trong thôn có thể muốn ra ngoài ra ngoài chiêu binh mãi mã chẳng qua ngươi yên tâm không phải hiện tại lâm nhuận nhuận nhẹ nhàng thở ra không phải là bởi vì cố thanh chỉ nói không phải hiện tại ra ngoài mà là bởi vì hắn nói ra được đi chiêu binh mãi mã nàng một điểm không thèm để ý a à, thậm chí rất là đồng ý bởi vì theo như sách viết cố thanh chỉ về sau thế nhưng là có tòng long chi công đại tướng quân dựa theo trong sách hắn tương lai sẽ là quyền thế vô song đại tướng quân không đi ra chiêu binh mãi mã chỉ uống tại như thế một cái nho nhỏ trong làng cố thanh chỉ như thế nào mới có thể trở thành binh mã vô số bình định thiên hạ đại tướng quân nàng lắc đầu rất là tán đồng nói ra kia không có việc gì nha ngươi ra ngoài làm chuyện ngươi muốn làm ta ở trong thôn thật tốt mang theo thôn dân trồng trọt cho ngươi cung cấp lương thực tiền tài cố thanh chỉ suy tư một đường chuẩn bị một đống lớn muốn nói lời nguyên bản không biết như thế nào mở miệng đang nghe lâm nhuận nhuận nói ủng hộ ngữ sau sững sờ tại nguyên chỗ nhuận nhuận chẳng những không có phản đối ngược lại còn muốn cho hắn cung cấp lương thực tiền tài hắn ngơ ngác hỏi ngươi không hỏi ta vì sao muốn ra ngoài lâm nhuận nhuận cũng không phải ngốc sao có thể không đoán ra được nàng thở dài là túi kia bột phấn nguyên nhân sao cố thanh chỉ thành thành thật thật gật đầu một năm một mười nói rõ vâng ta hỏi lượt An Dương Thành y quán tiệm thuốc, đều nói là độc dược, nhưng lại phân biệt không ra là loại nào, đã An Dương Thành không có bán, liễu hà hoa từ chỗ nào được đến. Sợ là chỉ có kinh thành hầu phủ, vô luận là liễu hà hoa hai người, vẫn là kinh thành hầu phủ, mẹ ta thù ta không thể không báo, chỉ là liễu hà hoa hai người dễ dàng, kinh thành ngươi đi theo ta về sau sợ là chịu lấy khổ. Lâm nhuận nhuận cuối cùng đã rõ cố thanh chỉ hôm nay khác thường, hợp lấy hắn nghĩ tới báo thù, Biết hầu phủ thế lực cường đại, sợ nàng thủ liên lụy, lo lắng nàng an nguy a, à, nàng chỉ là không nghĩ tới. Trong nguyên thư cố thanh chỉ chỉ là xông sáo bên ngoài, sau đó tập kết nhân thủ tổ kiến đội ngũ, từng bước một trở thành đại tướng quân. Mà bây giờ cố thanh chỉ chiêu binh mãi mã tổ kiến đội ngũ, là bởi vì nàng trong lúc vô tình tìm tới một bao thuốc bột, hết thảy khác biệt. Nhưng tự hồ có chút sự tình từ nơi sâu xa lại tại dựa theo lúc đầu kịch bản phát sinh nàng nhìn về phía trước mặt rộng dày đặt eo căng đầy cố thanh chỉ thanh cạn nói ta không sợ hầu phủ ở xa kinh thành ngươi cũng nói hiện tại thế đạo loạn bọn hắn dù là tới ai đánh ai còn không biết đâu chỉ là ngươi về sau cùng hầu phủ nếu là tại bình đẳng vị trí bên trên lại tinh tế hỏi một lần không quan uổng bọn hắn cũng không ủy khuất mẹ ngươi còn có đừng khổ sở những người kia không đáng cố thanh chỉ thần sắc đã lộ vẻ xúc động hắn ngây ngốc nhìn xem trước mặt nhu hòa thanh cạn nữ tử, trong lòng có chỗ nào ầm vang sụp đổ, một lần nữa thành lập lúc, nàng ở bên trong, hắn biết nhuận nhuận ý tứ, kia dù sao cũng là hắn cha đẻ, không thể oan uổng bọn hắn, nếu là hắn cha đẻ ý tứ, nàng cũng duy trì hắn, không thể ủy khuất nương, ta biết, ta không có khổ sở, bọn hắn không xứng. Hắn thu nạp hai tay, đem trước mặt hướng đêm nhớ nghĩ bộ dáng chăm chú ủng tiếng trong ngực, hắn sao mà may mắn, gặp phải nàng. Chương 75, thành lập vận chuyển hàng hóa đội ngũ, đặt ở trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống, cố thanh chỉ tâm tình vào giờ khắc này so sánh An Dương Thành lúc vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như thật sự là người kia chủ ý, hắn không sợ đối đầu hầu phủ, nhưng hắn lại sợ liên lụy nhuận nhuận, dù sao hắn cùng hầu phủ thực lực quá cách xa, hắn nghĩ kỹ, trước đem thanh lâm thôn dựng lên, hắn ra ngoài sông sáo lúc, nhuận nhuận ở chỗ này hắn khả năng yên tâm, lâm nhuận nhuận bị vây ở cố thanh chỉ thiết tí ở giữa, chỉ cảm thấy lực đạo của hắn lớn dọa người, mà lại không khí bây giờ thật là quá kiều diễm. Ách, nàng khục âm thanh hắn giọng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nghe được cố thanh chỉ khẩn trương hỏi, bị cảm lạnh rồi. Có phải là tối hôm qua đi đêm đường hóng gió thổi? Ta đi cấp ngươi nấu gừng nước uống, nói xong to con thân thể bén nhạy đứng lên, liền phải hướng phòng bếp chạy đi. Lâm nhuận nhuận chỉ tới kịp nắm lên hắn một mảnh góc áo, vội vàng giải thích, không có việc gì, là đói, nếu không đi ăn cơm chiều, nói xong nàng âm thầm xem thường hạ mình, cái nào đó sẽ ho khan. Thật sự là nói dối cũng sẽ không, cố thanh chỉ lại không suy nghĩ nhiều, chú ý điểm chỉ đặt ở nàng nói, đói, bên trên, ấy nấy lại đau lòng nói ra, tốt, chúng ta đi ăn cơm chiều, hôm nay toàn bộ làng một đạo ăn cơm, dựa theo thông dân thói quen, một ngày hai bữa cơm, nàng quen thuộc một ngày ba bữa, làm sao có thể không đói, đại thủ dắt tay nhỏ, một mực đi mau đến liên hoang chỗ. Lâm nhuận nhuận thấy cố thanh chỉ còn không có buông ra dấu hiệu, đành phải thử đem tay trở về kéo ra, chỗ này dù sao cũng là đại ninh triều, không ai chỗ lại thế nào thân mật đều vô sự, nhưng là người lúc trước là một chút xíu thân mật đều không được, cố thanh chỉ bước chân dừng lại, màu mực hai con ngươi bình tĩnh rơi vào giày đặc rộng lớn trong lòng bàn tay mềm non tay nhỏ bên trên, hồi lâu, nặng nề thở dài, không cam lòng buông ra, nhỏ giọng nói thầm, nghĩ sớm ngày thành hôn, lâm nhuận nhuận gương mặt đỏ chói, giả vờ như không nghe thấy, lại gặp phía trước làm giúp chúng phụ nhân hướng nàng phất tay chào hỏi, bận biểu ba chân bốn cẳng chạy lên trước, cố thanh chỉ nhìn xem xinh xắn người nhẹ nhàng chạy đi, đáy mắt tràn đầy ý cười, chân dài nâng lên, đi theo, lâm thời phòng bếp trước, chu thẩm tử hướng lâm nhuận nhuận báo cáo tiến độ, phu nhân, cây xào lòng gà cùng mặt đen ổ ổ còn có giả hành trứng hoa canh đều đốt tốt, ngươi nhìn có hay không có thể khai tiệc rồi. Buổi trưa kia bỗng nhiên chịu canh gà, In dấu bao cốc bánh bột ngô còn có trứng tráng phong phú không được lòng gà đương nhiên không cần làm buổi chiều các nàng một đám người đem lòng gà thanh tẩy đặc biệt sạch sẽ nhất là gà ruột toàn bộ cắt bỏ dùng cho than tẩy nhiều lần lại dùng làm quả ớt xào lăng lão hương lâm nhuận nhuận nhìn một lần gật đầu phân phó tốt vẫn là cùng buổi trưa đồng dạng người bị thương cùng lão nhân hài đồng ăn trước hiểu chúng phụ nhân cùng nhau đáp đối với chủ gia quy định này các nàng cảm thấy rất tốt dù sao thân thể cường tráng người gánh một hồi không có việc gì nhưng nếu để cho hài đồng bị đói xem bọn hắn ăn cái kia có thể đem các nàng phiền chết vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo làm giúp chúng phụ nhân đánh món ăn đánh đồ ăn phát bánh cao lương phát bánh cao lương có buổi trưa bữa cơm kia kinh nghiệm chạng vạn tối cái này bỗng nhiên thuần thục nhiều lâm nhuận nhuận nghĩ đến cố thanh chỉ ra ngoài một ngày giữa trưa cho dù ăn đồ vật cũng là vội vàng dẫn cố thanh chỉ tại một chỗ bàn trống bên trên đi đầu tọa hạ chờ lấy bắt đầu ăn Lý Tú bận biểu đánh một cái bồn lớn thật sự cây xào lòng gà bưng tới. Chu thẩm tử tại lồng hấp bên trong một mạch trang ba 40 cái nóng hôi hổi bánh cao lương đưa tới. Phụ trách nấu giả hành trứng hoa canh phùng gia nàng dâu thấy thế. Bận biểu đánh tràn đầy một chậu trứng hoa canh bưng lên bàn. Lớn như vậy một cái bốn phương bàn gỗ. Ba loại đồ ăn vừa lên bàn lập tức nhìn phong phú cực. Mà những người khác tình nguyện chen chen. Cũng không tới bọn hắn cái bàn. Cho nên lâm nhuận nhuận cùng cố thanh chỉ ngồi cái bàn trống không vô cùng nàng hướng cố thanh chỉ bên kia tới gần nhẹ nói buổi trưa ăn bao cốc bánh bột ngô ban đêm ăn mặt đen bánh cao lương bao cốc phấn cùng mặt đen đều là từ liễu hà hoa nhà lấy ra mặt đen bánh cao lương ngươi ăn no bụng không mặt đen bánh cao lương ngươi ăn hạ không hai người đồng thời hỏi lại đồng thời cười cố thanh chỉ thấy nhuận nhuận quan tâm hắn trong mắt vui sướng đầy sắp tràn ra tới khóe môi nhiều lần đi lên dương vội vàng nói ăn no bụng kỳ thật hôm nay đồ ăn đối với ta mà nói đã được cho rất tốt ngược lại là ngươi ngày bình thường ăn so cái này phong phú hương vị khẳng định cũng là không thể so sánh có thế ăn hạ không nghĩ đến nàng vừa mới nói đói có phải là buổi trưa kia bỗng nhiên không thể ăn ăn thiếu nguyên nhân lâm nhuận nhuận già người khác ăn dưới ta tự nhiên cũng ăn dưới nếu như không phải dĩ vãng gia sản biến thành không gian theo tới nàng lúc này sợ là giống như những người khác đi mặt đen có thế ăn no đã là may mắn Cố Thanh chỉ đã tại cho Lâm Nhuận Nhuận múc trứng hoa canh, cố ý đem canh trong chậu khối lớn trứng hoa lấy ra, mút tiếng nàng trong chén, mút cốt sau vững vàng đặt ở trước mặt nàng, khuyên nhủ, ngươi ăn mặt đen ổ ổ thử xem, ăn không vô chớ miễn cưỡng mình, uống chút súp trứng lót dạ một chút, chờ đợi sẽ trở về nhà lại ăn chút ngươi thích ăn, được, chỉ thấy hán tử khôi ngô hai ba miếng một cái lớn bánh cao lương, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chậm rãi ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào trứng hoa canh, khắc trên mặt bàn chen tràn đầy, Tiếng người huyên náo bên trong, hai người một mình một góc yên tĩnh an hòa, chỉ là rất nhanh, cái này yên tĩnh an hòa liền bị đánh vỡ. "Tỷ, Cố đại ca." Lâm An Lâm toàn chạy trên trán tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc đặt mông ngồi tại băng ghế dài bên trên, bên kia Lý tú tay chân lanh lẹ đưa tới hai bộ bát đũa. Lâm An một bên cho mình múc trứng hoa canh, một bên thở phì phò nói ra, "Tỷ, hậu thiên liền phải đem nhóm đầu tiên gà đưa đi An Dương Thành, chúng ta vừa đem nhân viên quyết định các ngươi nhìn xem được hay không? Cố Thanh chỉ đối với Lâm Toàn chọn định người vẫn là rất yên tâm, nói thẳng, các ngươi quyết định là được. Lâm nhuận nhuận thì là cho rằng từ Cố Thanh chỉ kiểm định một chút rất có cần phải, dù sao Cố Thanh chỉ biết người bản lĩnh nhất lưu, nàng hướng Lâm Toàn nhìn lại, tùy ý hỏi, có người nào? Lâm Toàn đối với mình lần thứ nhất chọn người cũng không phải rất yên tâm, nhất là Cố Thanh chỉ còn rất là tín nhiệm tình huống dưới, thấy tỷ tỷ hỏi thăm, lập tức nhẹ nhàng thở ra, một hơi đem ứng cử viên toàn bộ báo ra tới từ thiên làm người nhạy bén dương minh sơn tính sổ sách lợi hại phùng đại trụ phùng đại thụ làm người bổn phận chu thạch đầu chu một đầu khí lực đặc biệt lớn còn có lý gia lão nhị dương gia lão đại đều là trung thực thật thà tính tình đi an dương thành chắc hẳn sẽ không chọc cho là sinh sự lâm an cứng cổ đem mặt đen bánh cao lương nuốt xuống ông trời này chỗ nào là mặt đen còn có xác đặt ở hoa quốc sợ là heo ăn đều so cái này tinh tế Chẳng qua hắn quay đầu nhìn một vòng, thấy trong làng tất cả mọi người ăn vô cùng thỏa mãn, nuốt xuống nhã rảnh lời nói, đổi mà cho đệ đệ bổ sung, những người này từng cái thân thể cường tráng. Tính toán của chúng ta là, bọn hắn 8 người mang theo trường đao, giá hai chiếc xe lừa hai chiếc xe bò vận gà đi An Dương Thành. Nếu là An ổn triều đại, một người một xe là được, nhưng bây giờ bên ngoài thế đạo cùng với không An ổn, thân thể khỏe mạnh hán tử tại vận chuyển đồng thời cũng là tại phòng hộ để người khác không dám đánh hàng hóa chủ ý. Chương 76, xin hỏi Thanh chỉ biểu ca ở đây sao? Lâm nhuận nhuận là hiểu đạo lý này, ra ngoài mua bán hàng hóa nhất định phải sung túc nhân thủ, hơn nữa còn phải là thân thể khỏe mạnh người. Lâm An nghĩ đến ra khỏi cửa thành lúc những cái kia lính phòng giữ kiểm tra, nhẹ giọng nói, kia mấy đầu con lừa cùng móng trâu tử trên có ấn ký, buổi chiều trương thúc đã toàn bộ mài rơi, có thể yên tâm dùng. Lâm nhuận nhuận nghe xong nhìn về phía cố thanh chỉ, muốn nghe xem hắn đối với nhân thủ thu xếp cùng điều hành cách nhìn cố thanh chỉ bị bên cạnh thân bộ dáng tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú lên nắm đũa tay thành quyền hắn ổn định tâm thần hỏi trong cái đội ngũ này người đầu lĩnh là ai nói một cách khác xảy ra ngoài ý muốn tình huống ai quyết định nghe ai chỉ huy lâm toàn lâm an sửng sốt lâm toàn tinh tế suy tư về sau cao mày nói từ thiên nhạy bén ta bản cảm thấy hắn thích hợp nhất nhưng vừa đến hắn tuổi tác tại trong đội ngũ nhỏ nhất chỉ sợ chỉ huy không được cái khác hán tử thứ hai cũng là mấu chốt nhất hắn tuổi tác nhỏ cũng liền mang ý nghĩa hắn trải qua chuyện ít đang phát sinh tình huống ngoài ý muốn thời điểm không biết có thể hay không làm ra có lợi nhất phán đoán hoa quốc có các loại thông đạo tự học học nhân tình thế sự phong cách học tập thổ dân tình học quan trường cửa hàng ứng đối chi pháp chỗ này thì phần lớn dựa vào lịch duyệt tích lũy kinh nghiệm mà lịch duyệt phần lớn là dựa vào niên kỷ tăng trưởng những người khác cũng không thành a Lâm An nhiều lần nghĩ vài vòng về sau, cũng không có phát hiện cái nào thích hợp làm người dẫn đầu, chất phát đàng hoàng, bổn phận, khí lực lớn đều là chỉ có thể làm thẳng sống người thô kệch, bọn hắn chỉ muốn bị người quản, để bọn hắn làm gì liền làm gì, nhưng nếu để cho bọn hắn quản người, bọn hắn sẽ cho rằng so để bọn hắn làm việc còn khó chịu hơn. Dương Minh Sơn tính sổ sách là lợi hại, nhưng là hắn cũng có cái khuyết điểm trí mạng, đó chính là hắn xả sợ, đúng, chính là không thể cùng người xa lạ liên hệ đặc biệt không nguyện ý cùng người khác trò chuyện, Người có nhân tuyển thích hợp sao? Lâm nhuận nhuận đối đầu cố thanh chỉ thấp giọng hỏi, người trước mặt một đôi nước nhuận nhuận con mắt chuyên chú nhìn xem hắn, Mền nhu nhu ngữ điệu nhu hòa hỏi thăm hắn. Cố thanh chỉ trong tay trái bánh cao lương lập tức không thơm, hắn hầu kết nhấp nhô, có thể tăng thêm hồng đại thúc, hắn là người đọc sách, biết chữ điểm ấy ở bên ngoài kinh doanh mua bán sẽ thuận tiện rất nhiều, từ quận Giang trữ một đường đào binh loạn tới, người nhà họ hồng tại dưới sự hướng dẫn của hắn một cái chưa ít nói rõ hắn là cái xứng chức người dẫn đầu mà lại mấy ngày qua hắn tại làng bên trên biểu hiện có thể thấy được tất cả mọi người rất tôn trọng hắn lâm toàn lâm an nụ cười mở rộng vỗ tay một cái vui vẻ nói tốt tăng thêm hồng đại thúc để hắn làm vận chuyển hàng hóa người dẫn đầu cố thanh chỉ nói tiếp bọn hắn bán gà thu bạc về sau không thể xe trống trở về mỗi lần mang ta lên nhóm vật phẩm cần thiết mới không lãng phí Điểm ấy hai người nghĩ đến, Lâm An mừng khấp khởi mà nói, biết. Muốn mua đồ vật đã cùng bọn hắn nói qua, chính sự trò chuyện xong, bốn người tiếp tục ăn cơm, mặt đen sắc thực còi cuốn họng, trừ cố thanh chỉ mặt không đổi sắc miệng lớn ăn xong bên ngoài, Lâm nhuận nhuận ba người một người ăn một cái sau thực sự ăn không vô, dĩ vãng chỉ cảm thấy khoai lang ăn nhiều đốt dạ dày, đang ăn qua mặt đen về sau, ba người chỉ cảm thấy đốt dạ dày liền đốt dạ dày, dù sao cũng so còi cuốn họng tới tốt lắm mà lại đốt dạ dày liên tiếp khoai lang da cùng một chỗ ăn liền có thể giải quyết. Cái này còi cuốn họng lại thực sự không có cách nào giải quyết. Xem ra cố gắng loại khoai lang là đúng, loại khoai tây càng tốt hơn, khoai tây càng ăn ngon hơn. Chỉ là nơi này khí hậu chỉ có thể 4 năm tháng loại, một năm thu một lần. Nếu là tại phương Nam mới tốt, 2-3 tháng loại, 5 tháng 6 phần thu, tháng 8 loại, 11 tháng 10 nguyệt lại có thể thu một lần. Không sai, tốt xấu so với bắp ngô khoai tây mẫu sản lượng cao rất nhiều. Cũng thế, trung tuần tháng 5, tại trồng trọt 1.600 mẫu đất về sau, thanh lâm thôn cày bừa vụ xuân chính thức kết thúc, không phải thổ địa toàn bộ loại xong, mà là về thời gian không kịp. Chủ yếu người trước mặt tay có hạn, đằng sau thật vất vả nhiều chừng trăm người, nhưng bọn hắn đến thời điểm đã cuối tháng 4, gắn sức đuổi theo, hơn 100 người thêm hơn 10 đầu gia súc trọn vẹn trồng trọt hơn 1.000 mẫu đất, cùng quy mô hóa cơ giới hóa trồng không thể so sánh nhưng đối với Đại Ninh Triều đến nói, cái tốc độ này cùng hiệu suất xem như phần độc nhất, qua trung tuần tháng 5, giao hạt khả năng cũng có thu hoạch, nhưng thu hoạch tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng, lại thêm bọn hắn chỉ có hơn 100 người, giao hạt thời điểm có gian lận, thần khí, nhưng thu hoạch thời điểm không có nha, liền cái này ngày mùa thu hoạch thời điểm đều đủ sầu người, chẳng qua cũng may Cố Thanh chỉ nói ngày mùa thu hoạch trước có thích hợp, lại thu một nhóm tiến đến, phu nhân, sau hôm nay mặc ba cái hồ nước thả cá miêu, ngươi đi xem không? Lý Tú ngay tại hao lồng gà bên trong phân gà, ngẩng đầu đối dưới bóng cây hái rau Lâm Nhuận Nhuận hỏi, Lâm Nhuận Nhuận suy nghĩ bị đánh gãy, sững sờ hỏi, hôm nay thả cá miêu. Không phải năm sau một hai tháng bắt đầu thả cá miêu sao, nàng nhớ kỹ dĩ vãng thôn của nàng bên trên chính là thời gian này a. À. Lý Tú trên tay không ngừng, nghe vậy nụ cười thật thà trả lời, ta cũng không hiểu, ta nghe ta nương nói, Chu lão cha bọn hắn một nhà cách Nam Dương quận không xa, hắn nói thả cá miêu tốt nhất thời gian chính là tháng 5 cuối kỳ đến trung tuần tháng 6. bởi vì a à, thời gian này nhiệt độ thích hợp nhất không lạnh lại không nóng những con cá kia dễ dàng sống được lại lớn lên nhanh cho nên sáng sớm từ thiên bọn hắn đưa gà trên đường trở về trang cá bột hiện tại đã tại tung ra đi nói lên cá bột lý tú khắp khuôn mặt là vẻ vang lâm nhuận nhuận hiểu cái này thả không phải cá bột a à. cái này thả chính là toàn thôn hy vọng nhiều người ta vẫn là không đi nàng cười lắc đầu nói không riêng nhiều người tháng năm trung hạ tuần thời tiết cũng trách nóng từng trận nhiệt khí cùng mùa xuân gió nhẹ ấm áp quả thật có rõ ràng khác nhau nói xong lâm nhuận nhuận đột nhiên ý thức được tú nhi ngươi có phải hay không muốn đi nhìn muốn đi nhìn ngươi liền đi nhìn nha lý tú đầu lắc cùng trống lúc lắc lão thành nói ra tiểu hài tử mới có thể xem náo nhiệt ta là đại nhân lâm nhuận nhuận phốc phốc cười ra tiếng phu nhân ta thật không có muốn đi nhìn cái này phân gà trọng yếu bao nhiêu a à, ta mỗi ngày đem bọn nó thu nạp thu nạp cổng đi lên men trong đất hoa màu thu hoạch liền có thể càng tốt hơn lý tú coi là lâm nhuận nhuận không tin cuốn quyết giải thích phu nhân rộng lượng đối nàng càng là tốt không được nếu là cho là nàng muốn đi nhìn khẳng định sẽ cho phép đồng thời sợ nàng ngượng ngùng sẽ còn thúc giục nàng đi nàng là sợ phu nhân nhàm chán mà lại chủ tử mỗi lần nhìn thấy phu nhân trong mắt vui sướng giấu đều giấu không được nàng mới hỏi phu nhân có muốn hay không đi không phải nàng muốn đi a à. tốt ta biết nha lâm nhuận nhuận đáp ánh mắt rơi vào lý tú trên người quần áo mới bên trên hỏi vải bố làm y phục thế nào nóng không nóng lý tú vừa mới chuẩn bị trả lời một đạo thanh âm khiếp nhược đi đầu vang lên xin hỏi thanh chỉ biểu ca ở đây sao già nhỏ vừa mềm yếu thanh âm để lộ ra bất an nghe thanh âm liền có thể nghe ra thanh âm chủ nhân cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng từ lượng không người đáp lời, phu nhân, cái này người tại bên kia bờ sông nói là chủ tử biểu muội muốn gặp chủ tử, chúng ta không dám tự tiện làm chủ, trước đêm nàng lĩnh tới bái kiến ngài. Thứ bảy thập thất chương hóa ra là liễu ti nhứ A, à. nàng nhân quen, từ lượng bên cạnh còn có mấy cái hài đồng, bọn hắn nhìn về phía tự xưng cố thanh chỉ biểu muội nữ tử tràn đầy không tốt, đừng nói bọn hắn tuổi tác nhỏ không hiểu, kỳ thật trong lòng bọn họ nhưng rõ ràng nữ tử này có phải là chủ tử biểu muội bọn hắn mặc kệ, nhưng tuyệt đối không thể đánh chủ tử chủ ý. Bọn hắn chủ tử thế nhưng là có phu nhân, nguyên bản tại xúc phân gà một điểm không nở nghỉ ngơi lý tú nhìn thấy người tới, phanh ném xẻng, từ lồng gà bên trong nhảy ra ngoài, ngăn tại lâm nhuận nhuận trước mặt, cùng chỉ xù lông hộ con non gà mái giống như, lâm nhuận nhuận khóe môi dương lên, đáy mắt hài lòng không được, trước đó gà mái, trứng gà, bột bánh bột ngô không có uổng phí cho bọn hắn ăn nha nhiều đáng giá, liễu ti nhớ cắn môi cánh, hốc mắt ửng đỏ, bị kinh hãi một loại lùi lại mấy bước, che ngực sợ hãi hỏi, phu nhân. Thanh chỉ biểu ca không kết hôn nha, vẫn là thanh chỉ biểu ca lặng yên không một tiếng động thành thân lại chưa báo cho ta các ngươi không phải thanh chỉ biểu ca hạ nhân a. À. Làm sao không mang ta đi gặp thanh chỉ biểu ca mà là đi vào người không liên hệ chỗ này đâu, lâm nhuận nhuận, tốt một đóa mỹ lệ bạch liên hoa, từ lượng mấy người sau khi nghe được cùng không nghe thấy đồng dạng trong lòng bọn họ có đem xưng, hôm nay nếu là cái nam tự xưng là chủ tử biểu đệ, bọn hắn khẳng định hướng chủ tử kia mang, nhưng là biểu muội thật xin lỗi, đương nhiên muốn dẫn cho phu nhân qua xem qua mới được, lý đại đầu bỏ qua thành thân không thành thân vấn đề, vô cùng không để ý nói thẳng, không có việc gì, chúng ta thôn bên trên người đều là nghe phu nhân, ngươi nhìn chúng ta làng gọi thanh lâm thôn liền biết đây là chủ tử cùng phu nhân hai người, ngươi có lời gì cùng phu nhân nói liền thành so tìm chủ tử còn có tác dụng lý tú nghe không hiểu nữ tử trong lời nói công công quấn quấn nhưng là nàng biết nàng nghe không thoải mái cái gì gọi là chưa báo cho nàng nàng là người rất trọng yếu sao còn có người không liên hệ nàng đã xưng chủ tử là nàng biểu ca phu nhân kia chẳng phải là nàng chị dâu như thế nào lại là người không liên hệ nàng nhìn xem nữ tử kia cường điệu nói chúng ta là chủ gia hạ nhân phu nhân chính là chúng ta chủ gia lâm nhuận nhuận trong lòng muốn cho nàng bên này mấy người trống cái chưởng bọn hắn mới mặc kệ đối phương âm dương quái khí nói chuyện chanh chua nói cái gì hồi phục đơn giản thô bạo cực nhưng là không thể không nói rất có hiệu quả chỉ thấy nữ tử kia trên mặt lúc xanh lúc trắng cúi đầu cắn môi không nói một lời cũng không rời đi lâm nhuận nhuận ngược lại là rất có kiên nhẫn ngồi tại dưới bóng cây một phái thông dong tự nhiên dáng vẻ bên trong lại tại điên cuồng suy nghĩ người này là ai trong nguyên thư chỉ có cố thanh lễ bọn hắn có cái thanh mai trúc mã biểu muội gọi liễu ti như a à. đây chính là cố thanh lễ ánh trăng sáng đồng dạng tồn tại hai người hùng vốn đem nguyên chủ hố lão thảm lão thảm nhưng liễu ti như là cố thanh lễ cậu ruột nữ nhi cùng cố thanh chỉ không dính dáng a à. cố thanh chỉ biểu muội trừ cố linh cùng cố đan còn có thể là ai đối diện liễu ti như rốt cục chỉnh lý tốt cảm xúc giơ cầm lộ ra một vòng quật cường ta là tới thấy biểu ca ta về phần hắn phu nhân có gặp hay không quyết định bởi tại ta, ta không muốn gặp, ta chỉ muốn gặp một lần ta thanh chỉ biểu ca, các ngươi không mang ta đi ta liền tự mình đi tìm, những cái này hạ nhân không hiểu chuyện, nàng không cùng bọn hắn so đo, lại nói bọn hắn hiện tại giữ gìn trước mắt, cố thanh chỉ phu nhân, đợi nàng thành cố thanh chỉ phu nhân, bọn hắn còn không phải giống bây giờ giữ gìn cái này người đồng dạng giữ gìn nàng A, vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, trong nội tâm nàng phun lên yêu thích, hận không thể lập tức lập tức liền có thể nhìn thấy cố thanh chỉ lý tú hừ một tiếng thấy đối phương trong ngôn ngữ đối lâm nhuận nhuận không có tôn kính nàng cũng không khách khí hỏi hại người nói trước đi nói ngươi họ gì tên gì đi chúng ta chủ tử cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều thấy a từ lượng mấy người cũng thế phụ họa hỏi đúng vậy a ngươi trước báo danh chữ nhìn phu nhân biết được không biết được phu nhân nói ngươi có thế đi gặp chủ tử ngươi khả năng thấy nào có tới làm khách giống như ngươi, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, bọn hắn mới mặc kệ cái khác, bọn hắn chỉ biết làm thôn phục, tuyên bố liệu là phu nhân chủ ý, gà vịt ngỗng là phu nhân phát, canh gà mì trứng gà bánh bột ngô cũng là phu nhân cho bọn hắn ăn, nương nói phu nhân tốt mới có chủ tử tốt, thay cái móc móc tác tác lại tâm nhãn tiểu nhân phu nhân, còn không biết phải gặp tội gì đấy, bọn hắn nhớ kỹ nhưng rõ ràng. Liễu ti nhớ nhìn về phía dưới bóng cây hóng mát lâm nhuận nhuận, một đôi mắt sắp phun ra lửa, nàng đến lâu như vậy, nói thời gian dài như vậy, Lâm nhuận nhuận lại còn một lần chưa mở miệng, chỉ trốn ở những cái này hạ nhân sau lưng, để bọn hắn xung phong, làm sao, là vì đến lúc đó cố thanh chỉ nổi giận trách tội, tốt có gánh tội thay người sao, mà những cái này hạ nhân càng là chán ghét như con ruồi, một điểm nhãn lực độc đáo không có, nàng cắn môi, ngạo khí nói ra, ta là chủ tử các ngươi biểu muội liễu ti nhứ, ghi nhớ rồi nhanh đi hồi bẩm chủ tử các ngươi đi, liền nói ngày thịnh, ta tại chỗ này đợi lấy hắn tới, nghe được liễu ti nhứ danh tự, lâm nhuận nhuận kinh ngạc mở to hai mắt, rơi vào liễu ti nhứ trong mắt, càng thêm nhận định cố thanh chỉ khẳng định ở trước mặt nàng đề tập qua chính mình, ngẫm lại cũng thế, một cái nhận hết gặp trắc trở sống nhờ tại nhà khác hán tử, nhìn thấy nàng dạng này dung mạo tính tình nhất đẳng khả nhân nhi, sao có thể không có tâm động đâu, từ lượng lý đại đầu bọn người bước chân không động, mà là đồng loạt nhìn về phía lâm nhuận nhuận, chờ lấy chỉ thị của nàng. Khí liễu ti như cắn nát răng hàm, nắm chắc ở trong tay khăn, sau đó an ủi mình không có việc gì không có việc gì, qua mấy ngày chính là nàng hưởng thụ cái này đãi ngộ. Lâm nhuận nhuận tự nhiên hào phóng phất phất tay, phân phó nói, vị này xem ra là không nhìn thấy chưa từ bỏ ý định chủ, đi mời đi. Từ lượng sau khi nghe được, không chần chờ nữa, quay người hướng phía sau hồ nước chỗ chạy như bay lâm nhuận nhuận nói xong lại hướng lý đại đầu vẫy vẫy tay thấp giọng dặn dò vài câu lý đại đầu nghe xong mắt sáng rực lên cũng liền bận biệu chạy vội ra ngoài liễu ti nhớ tìm cái bóng cây chỗ thạch đầu nghiêng nghiêng ngồi ở phía trên thỉnh thoảng dùng trên tay khăn lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi cùng vuốt ve một chút tóc mai ở giữa tóc sau đó len lén liếc mắt lâm nhuận nhuận ăn mặc cùng nàng tẩy trắng bệt quần áo màu xanh khác biệt lâm nhuận nhuận một thân mới tinh thủy hồng sắc váy áo xem ra vẫn là tơ bông Cốt vải áo nổi bật lên lâm nhuận nhuận cả người ống ánh nước nhu hòa, tại xã này giả ở giữa bằng thêm mấy phần quý khí, cùng mọi người thiên kim tiểu thư không khác nhau chút nào, nếu như như vậy chất liệu tốt đặt ở trên người nàng. Lâm nhuận nhuận biết liễu ti nhứ đang đánh giá nàng, chẳng qua nàng không thèm để ý, liễu ti nhứ A, à, nàng nhưng quen, nguyên chủ tất cả cực khổ, một nửa đến từ cố thanh lễ, một nửa liền đến từ liễu ti nhứ, thấy cố thanh lễ không bỏ ra nổi đến 20 lượng xính lễ, cưới nguyên chủ về sau, ngược lại cho An Dương thành thành chủ làm thiếp thất, tại cố thanh lễ cùng kinh thành hầu phủ, nhận thân, lại khảo thủ công danh đi vào hoạn lộ lên như diều gặp gió về sau, mang theo một thân vết thương điềm đạm đáng yêu trở lại cố thanh lễ bên người muốn làm cái, hảo muội muội chương 78, xem kịch vui, nguyên chủ coi như thảm, ra bạc xuất lực cung cấp phu quân cố thanh lễ đi thi, ở nhà hầu hạ một nhà lão tiểu trong nhà nhà việc làm thêm đều phải làm, quả thực là đem mình ngao thành hoàng kiểm bà, kết quả khai ra phu quân bên cạnh có thanh mai trúc mã biểu muội hồng tụ thiêm hương hàng đêm làm bạn mà mình cha chồng bà mẫu khuyên nàng rộng lượng phải có dung người chi lượng nàng toàn tâm toàn ý đối đãi tiểu thúc tử cô em chồng chế giễu nàng hoa tàn ít bướng không có liễu ti nhứ đẹp mắt cùng ra tay hào phóng a à, đẹp mắt ra tay hào phóng để một cái tại đồng ruộng lao động mấy năm giặt quần áo nấu cơm phụ nhân cùng một cái tại trong quan viên trạch chỉ cần cách ăn mặc mình tranh thủ tình cảm thiếp thất so sánh cho dù nguyên chủ dung mạo cho dù tốt ở đây tha mài hạ như thế nào so được, nguyên chủ mang tới gia tài đều cho Cố Thanh Lễ đi thi cùng trợ cấp gia dụng, kia hai đầu con lừa càng là ôm đồng đất cày, cổng hàng, đưa Cố Thanh Lễ đi thư viện chờ một chút, nhưng rơi vào người Cố gia trong mắt những cái này thành hẳn là bọn hắn căn bản không nhìn thấy, hoặc là nói nhìn thấy cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ thấy nguyên chủ thương hộ thân phận, cho rằng không xứng với Cố Thanh Lễ, cực điểm có khả năng gây sự, khắc khe khe khắc nguyên chủ, sai sử nguyên chủ, nghiền ép nguyên chủ. Lâm nhuận nhuận vốn cho là rời xa cố thanh lễ liền rời xa những cái này bực mình người và sự việc. Bây giờ xem ra nàng đánh giá thấp những người này da mặt. Liễu ti nhớ dán lên cố thanh lễ là vì được sống cuộc sống tốt. Bây giờ tự nhiên cũng có thể vì được sống cuộc sống tốt mà dán lên cố thanh chỉ. Chẳng qua không sao, trong sách liễu ti nhớ là cùng trong ruộng. Việc nhà bên trong lao động mấy năm hoa tàn ít bướng không có tiền không người trợ giúp nguyên chủ so sánh ở bên trong trạch tranh đấu quen thuộc các loại bẩn thiểu thủ đoạn liễu ti như tự nhiên có thể đem nguyên chủ ép cắt gao, không có chút nào ngày nổi danh, bây giờ đổi thành nàng, luận ngoại biểu nàng có uống vào không gian nước suối nuôi ra tới tinh tế trắng nõn da thịt, không có nhận qua đồng ruộng ngày bạo chiếu đẹp mắt dung mạo, luận nội tại, liễu ti như chớ nói hiện tại không có bên trong nhà tranh đấu trải qua, cho dù nàng có, mình cũng không sợ chút nào. Dù sao nàng thế nhưng là quen thuộc các loại cung đấu trạch đấu thủ đoạn cùng sáu lộ nhìn cung đấu trạch đấu tiểu thuyết quanh năm suốt tháng tích lũy mà thành kinh nghiệm, nguyên chủ chịu khổ, quẻ khí, nàng từng cái thay nàng đòi lại, lâm cô nương là thấy cố thanh lễ chỗ ấy trèo cao không lên, lùi lại mà cầu việc khác bắt lấy thanh chỉ biểu ca căng này cây cỏ cứu mạng sao. Thật sự là giỏi tính toán đâu, dưới bóng cây dùng khăn tay quạt gió liễu ti như thấy lâm nhuận nhuận chậm chạp không lên tiếng, nhìn không được cười khẩy nói. Lâm nhuận nhuận cũng không phải mềm bao tử, bị người âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, sảng khoái nhưng muốn đổi trở về. Liễu tiểu thư có thể như vậy nghĩ là không phải là bởi vì thường xuyên làm như vậy đâu, cho nên mới hiểu rõ như vậy loại thủ đoạn này, ngươi. Liễu ti nhớ nghe ra ngầm phúng ý tứ, lông mày đứng đấy lên vừa mới chuẩn bị phát tác, mắt sắc thoáng nhìn nơi xa phi nước đại tới cao đại tráng to lớn thân hình, lập tức móng tay hung hăng bóp nhập lòng bàn tay, nước mắt lập tức tràn đầy hai mắt, nàng không thể tin nhìn về phía lâm nhuận nhuận một bộ có thụ khi dễ bộ dáng lâm nhuận nhuận không đi hát khí khúc đáng tiếc lý tú nàng phải đem chuyện này ở trong thôn thật tốt nói một chút để người trong thôn đều biết nghiêm trọng về sau ngàn vạn không thể để cho cái khác nữ tử tới gần chủ tử các nàng oan uổng người thủ đoạn thật lợi hại nước mắt nói đến là đến du hòa dịu dàng phu nhân nơi nào đấu qua được a à? nàng bảo vệ lâm nhuận nhuận khó thở mà hỏi ngươi khóc cái gì khóc nói chuyện nói thật tốt có cái gì tốt khóc thấy lý tú một mặt hung tướng liễu ti nhứ trong lòng càng thêm vui sướng trong mắt nước mắt rơi xuống càng thêm hung ngữ khí đau thương nói không có là ta lo lắng thanh chỉ biểu ca mới không để ý đường xá xa xôi một đường đi tới nghĩ không ra gây lâm cô nương hiểu lầm đều là lỗi của ta ngươi cùng lâm cô nương mắng ta là hẳn là lý tú các nàng lúc nào mắng nàng rồi ta ta chỉ là muốn nhìn liếc mắt thanh chỉ biểu ca mà thôi chỉ liếc mắt liền đủ rồi cái này cũng không được sao còn mời lâm cô nương xem ở ta cùng thanh chỉ biểu ca cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã phân thượng để ta gặp hắn một lần được chứ chỉ cần biết hắn trôi qua tốt ta cũng yên lòng khóe mắt thoáng nhìn cố thanh chỉ càng ngày càng gần thân hình liễu ti nhứ đem thanh âm tăng lớn bảo đảm hắn sau khi nghe được cúi đầu xuống dùng thăng lau nước mắt a à, lâm nhuận nhuận cái tiểu nha đầu kia nhất định mộng không biết phản ứng ra sao đi mà cố thanh chỉ chỉ cần mọc mắt, đang nghe nàng về sau, liền biết nàng bị bắt nạt một bên là cường thế lâm nhuận nhuận, một bên là yếu đuối không nơi nương tựa nàng, nghĩ cũng biết cố thanh chỉ sẽ giúp ai, rộng chân dài cố thanh chỉ chạy nhanh chóng, đem từ lượng xa xa bỏ lại đằng sau, hắn cũng nghe đến liễu ti nhớ lời nói, thô kệch khắp khuôn mặt là lo lắng, lông mày thật sâu nhăn lại, thô lệ tiếng nói hô, nhuận nhuận, lập tức chạy như bay đến lâm nhuận nhuận trước mặt, cố thanh chỉ tỉ mỉ đem ngồi ngay ngắn ở trên ghế người kiểm tra một lần xác nhận nàng không có chút điểm tổn thương cùng sinh khí về sau nỗi lòng lo lắng rơi xuống bên kia cúi đầu lau nước mắt liễu ti nhứ nghe được ngoan lệ tiếng nói vang lên giật nảy mình lập tức trong lòng mừng thầm quả nhiên a à, như nàng suy đoán thanh chỉ biểu ca sợ hãi kéo dài ngữ điệu để cố thanh chỉ thốt nhiên quay người trên người nổi da gà không tự chủ đứng dậy hắn hai mắt nặng nề nhìn về phía trước mặt liễu ti nhứ ngữ điệu lãnh đạm ta cùng liễu hà hoa đã đoạn thân không phải biểu ca của ngươi trên thực tế hắn dĩ vãng tại liễu hà hoa nhà chỗ bọn hắn cùng người xa lạ đồng dạng nghe được từ lượng đến nói hắn mới đầu coi là nghe lầm tại kịp phản ứng sau vội vàng chạy vội tới hắn không thể để cho nhuận nhuận hiểu lầm ngày đó cố thanh lễ chính là cùng liễu ti nhứ không sạch sẽ mới không có bị nhuận nhuận coi trọng nếu như nhuận nhuận hiểu lầm mà không muốn hắn sẽ không hắn không thể nghĩ nhuận nhuận không muốn hắn hình tượng, không có chút nào có thế cho phép, nhuận nhuận, tại ti nhứ trong lòng, ngươi vĩnh viễn là ti nhứ biểu ca. Liễu ti nhứ cắn cắn môi, đau thương nói, cố thanh chỉ sắc mặt trầm xuống, hắn vốn là sinh thô cùng, lông mày nơi đuôi lại thêm vào thật dài một đạo vết sẹo, phối hợp to con hình thể, không giận lúc bình thường hán tử cũng không dám cận thân, xa xa vòng quanh hắn đi, càng đừng đề cập sắc mặt âm trầm, bắp thịt cả người ẩn ẩn nổi lên lúc này. Liễu ti như khẩn trương nắm chặt khăn tay, chẳng lẽ nàng tính ra sai lầm rồi, không, không có khả năng. Nàng không tin lấy nàng tư sắc, không có ở cố thanh chỉ trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm dùi, hắn nhất định là tự giác không xứng với nàng, mới kiềm chế chính hắn tình cảm, thanh chỉ biểu ca, vô luận ngươi cùng cố gia xảy ra chuyện gì, ta đều tin tưởng các ngươi ở giữa là hiểu lầm, ngươi chỉ là nhất thời bị người che đôi mắt, đợi một thời gian, ngươi ăn năn, tin tưởng cố gia y nguyên sẽ tiếp nhận ngươi cố thanh chỉ xuôi ở bên người nắm đấm nắm chặt lập tức cưỡng ép đè xuống ý nghĩ này hắn vốn là sinh hình thể khác hẳn với thường nhân tăng thêm phá tướng không ai dám tới gần hắn chỉ có nhuận nhuận không chê hắn tiếp nhận hắn hắn không thể tại nhuận nhuận trước mặt biểu hiện ra không tốt đến không phải hù dọa nhuận nhuận nàng sẽ sợ hắn lâm nhuận nhuận kia nhẫn quan sát thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên nhìn xem cái kia nhân vật trọng yếu có không chạy đến trận này trò hay thiếu một cái khác nhân vật chính rất không ý tứ a Chương 79, hắn còn muốn nghe nhuận nhuận nói càng nhiều để ý hắn, cố thanh chỉ ngăn tại lâm nhuận nhuận trước người, cao lớn rắn chắc thân thể đem nhỏ nhắn xinh xắn người che đậy cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không có một gợn sóng nhìn về phía liễu ti nhứ, ăn năn tiếp nhận, hắn không cần, liễu ti nhứ ánh mắt đảo qua cố thanh chỉ hung ác sắc bén mặt mày, chỉ nhìn liếc mắt lập tức rời, quá dọa người, vốn là dung mạo không đẹp nhìn, không có thanh lễ biểu ca đẹp trai xuất trần, trên mặt lại lưu lại sẹo, phá tướng quái dọa người, nếu không phải, liễu ti nhớ hai mắt nhìn về phía xa xa rừng cây, bên trong từng cái to mọng gà mái thảnh thơi ăn rau quả, thành quần kết đội không thế đến hết được, nghĩ đến gà mái nấu canh tư vị, nước bọt không bị khống chế bài tiết ra, nuốt một ngụm nước bọt, nàng khiến cho đem ánh mắt quay lại cố thanh chỉ trên thân, chẳng qua từ trên mặt chuyển dời đến cường tráng lồng ngực, cái này xem xét, để liễu ti nhớ phát hiện một cái đại lậu động, thanh chỉ biểu ca, ngươi, Ngươi làm sao mặc như thế keo kiệt phế phẩm?" Cố Thanh Chỉ mặc trên người vẫn là tại Liễu Hà Hoa nhà lúc xuyên bộ kia màu đen đoản đã quần áo, rõ ràng ngắn, đầu gối cùng khuỷu tay chỗ khớp nối còn mài mòn phá mấy cái động, tăng thêm mấy ngày này ăn ngon, Cố Thanh Chỉ càng thêm cường tráng, bộ này y phục mặc trên người hắn càng thêm hiển nhỏ, chật căng. Lâm Nhượng nhượng mặt đỏ hồng, nàng lôi kéo Cố Thanh Chỉ y phục vạt áo, tại hắn buông xuống đầu xích lại gần lúc, thì thầm: ta nói để ngươi thay đổi quần áo mới ngươi không muốn, nhìn, bị người khác chê cười nữa nha, cố thanh chỉ nghe được người khác hai chữ, nhếch miệng cười, nhuận nhuận nói cái này nữ dùng chính là người khác, có phải là đại biểu không để trong lòng, hắn nhìn về phía dưới bóng cây trắng nõn nà người, lòng tràn đầy đầy mắt vui sướng, âm điệu nhẹ nhàng chậm chạp dạ, đồng dạng trầm thấp nói ra, nếu là người khác, cười không chê cười không cần để vào trong lòng, trong làng bao nhiêu hán tử y phục so cái này còn phá còn không vừa vặn, có quần áo mới sau làm việc cũng không nở xuyên hắn không phải không nở mặc quần áo mới váy chẳng qua là cảm thấy y phục mà thôi có thế che áo che đậy thân thể là được chỉ cần còn có thể mặc không xuyên lãng phí thôi hai người thân mật nói thì thầm liễu ti nhớ nghe không được nhưng là từ cố thanh chỉ ngồi xuống thân hình bên trong nàng có thế nhìn thấy lâm nhuận nhuận mặt đỏ bừng gò má đây là mình mặc xong không có cho nam nhân xuyên bị nàng điểm phá sau xấu hổ không chịu nổi sao Lâm nhuận nhuận nàng xác thực hẳn là xấu hổ, Lâm cô nương thật là lòng dạ độc ác, mình mặc tài năng tốt nhan sắc quần áo mới, lại làm cho thanh chỉ biểu ca mặt không vừa vặn phế phẩm y phục làm việc, cũng không nghĩ một chút biểu ca giờ này ngày này địa vị những cái này y phục như thế nào xứng với, cố thanh chỉ nhíu mày, hắn giờ này ngày này địa vị, hắn làm sao không biết hắn có gì địa vị, liễu ti nhớ nghiêng nghiêng đứng, hai cánh tay xoắn động lên khăn, lắp bắp xem thường tiểu ngữ nói, không giống ta, nếu như phu quân ta thủ hạ có nhiều như vậy người cần quản trong nhà tiền bạc ăn uống chất liệu tốt ta khẳng định là trước tăng cường phu quân sử dụng đây cũng có thể là là lâm cô nương đánh đáy lòng không thèm để ý ngài đổi thành thanh lễ biểu ca cố thanh chỉ nguyên bản không lưng cùng lâm nhuận nhuận nói chuyện thon dài thân thể bỗng nhiên đứng thẳng đen như mực hai mắt ngoan lệ trừng mắt về phía liễu ti nhứ cố thanh lễ ngày đó người cố gia là thế nào khuyên nhuận nhuận hắn nhưng là nhìn rõ ràng là nhuận nhuận chủ động không muốn cố thanh lễ, chọn mình, ai bảo cố thanh lễ chân trong chân ngoài, đáng đời, lập tức rất có cảm giác nguy cơ nghĩ đến, cố thanh lễ chính là cùng trước mắt liễu ti như dây dưa không ngớt, mới không có bị nhuận nhuận tuyển chọn, không phải lấy cố thanh lễ dung mạo, tài học, gia sản, vẫn là phải nghĩ cách để liễu ti như cùng cố thanh lễ trói chặt tại một khối mới được, lâm nhuận nhuận đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị, ngữ khí không thể nghi ngờ thanh minh, đổi thành cố thanh lễ liễu tiểu thư lời nói này không đúng ta chỉ cần thanh chỉ sẽ không cũng không có khả năng đổi cố thanh chỉ trong lòng lộ vẻ xúc động xuôi ở bên người bàn tay khắc chế nắm thật chặt thành quyền nàng nói chỉ có hắn sẽ không cũng không có khả năng đổi nàng dĩ vãng chưa hề đã nói với hắn thân mật như vậy xem ra liễu ti nhớ lần này đến đây cũng không phải là không còn gì khác hắn còn muốn nghe nhuận nhuận nói càng nhiều để ý hắn liễu ti nhớ lập tức phản bác là ta nói không đúng vẫn là lâm cô nương không nguyện ý thừa nhận đâu lâm nhuận nhuận nếu không phải vì kéo dài thời gian chờ cái kia mấu chốt người trình diện mới không muốn cùng liễu ti nhớ nói dóc tính toán thời gian một chút nhìn không sai biệt lắm nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế không nhanh không chậm nói hai câu đuổi người liễu tiểu thư nói là chính là đi lâm cô nương ngươi liễu ti nhớ đột nhiên đánh gãy câu chuyện một đôi mắt ngậm lấy thủy ý nhìn về phía cố thanh chỉ điềm đạm đáng yêu vừa mềm yếu không nơi nương tựa như là đung đưa trong gió cành liễu. Cố Thanh chỉ không có thời gian nhìn liễu ti nhứ, thấy nghe không được hắn muốn nghe, lại cảm thấy liễu ti nhứ một hơi một tiếng, lâm cô nương, nghe quá ngại lỗ tai. Trên thực tế, hắn đặc biệt thích người trong thôn đối nhuận nhuận xưng hô, điều này đại biểu nhuận nhuận là hắn, dù là còn không có thành hôn, nhưng hắn thích nàng thuộc về hắn cảm giác. Hôm nay liễu ti nhứ, lâm cô nương, câu câu nhắc nhở hắn, nhuận nhuận còn không phải phu nhân của hắn, càng nghe càng để đáy lòng của hắn bực bội rất muốn không quan tâm đem liễu ti nhứ ném ra a à. liễu ti nhứ chờ một hồi thật lâu cũng không chờ đến cố thanh chỉ mở miệng vì nàng nói chuyện để nàng đáy lòng không phục càng thêm dày đặc trong mắt đi lòng vòng nàng nảy ra ý hay đau lòng mà hỏi thanh chỉ biểu ca lâm cô nương nàng một cái cô nương gia nhà lại bỏ mặt những cái này hạ nhân xưng hô nàng là phu nhân đây không phải không để ý khuê bên trong nữ tử danh tiết sao nữ tử thanh danh trọng yếu nhất nàng như thế không biết liêm sĩ không biết lễ tiết như thế nào xứng với ngươi, ngậm miệng. Cố Thanh chỉ đột nhiên quát lớn, hốt hoảng quay người, đối đầu Lâm Nhuận Nhuận lo lắng giải thích, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, bị quát lớn liễu ti như mộng, nàng căn bản không biết nói sai cái gì. Lý Tú cũng ở một bên vội vàng cấp Cố Thanh chỉ giải thích, đúng vậy a, à, phu nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chủ tử cùng chúng ta đều nói qua, chờ mới phòng xây thành, nở mày nở mặt cưới ngươi vào cửa cho ngươi một cái long trọng náo nhiệt thành hôn nghi thức, chúng ta thôn bên trên người đều biết đấy, mới không phải không để ý ngươi danh tiết, ngươi cũng đừng để vào trong lòng a. À. Cố Thanh chỉ thần sắc bối rối, liên tục gật đầu, đồng thời may mắn có Lý Tú ở một bên thay hắn giải thích, nhuận nhuận, ngươi tin ta, ta thật không muốn bại hoại ngươi danh tiết, hắn thừa nhận hắn có tư tâm, nhưng cái này tư tâm là lấy không làm thương hại nàng là điều kiện tiên quyết, bây giờ bị liễu ti nhớ nói ra, nàng nếu là cho là hắn không tốt làm sao bây giờ, nghĩ đến cái này, cố thanh chỉ càng thêm trong lòng hốt hoảng, cúi đầu nhận sai nói, ta sai, ngươi đừng nóng giận, có thể đánh ta mắng ta phạt ta, nhưng đừng nóng giận có được hay không, một bên khác liễu ti nhớ trực tiếp sửng sốt, nàng vốn định châm ngòi cố thanh chỉ đối lâm nhuận nhuận hoài nghi từ đó chướng mắt lâm nhuận nhuận, làm sao hiện tại cầu xin tha thứ cầu tha thứ ngược lại thành cố thanh chỉ, nhưng mặc kệ như thế nào, để bọn hắn hai ly tâm là nàng thích xem đến. Chương 80, đừng sợ hắn, có được hay không? Lâm nhuận nhuận mới sẽ không vì việc nhỏ như vậy cùng cố thanh chỉ cãi lộn. Mọi người chung sống một cái nhà tranh, muốn nói thanh danh, cái này không thể so hư đầu ba não một cái xưng hô càng thêm nghiêm trọng. Huống hồ nàng trước đó đọc sách lúc, không thích nhất nhìn nguyên chủ tại liễu ti nhứ chỉ rõ ám chỉ dưới, các loại hiểu lầm, cãi lộn, ly tâm loại hình, cùng không có dài miệng đồng dạng, cái gì cũng không nói, ai, chính là để ngươi đoán, để chính ngươi trải nghiệm mới khiến cho liễu ti nhớ những cái này không coi là gì tiểu thủ đoạn nhiều lần đắc thủ, một cái làm qua người khác thiếp thất nữ tử đem nguyên chủ chèn ép cắt gao, qua vui vẻ sung sướng được không vui sướng, thật sự là nhìn người đều cảm thấy quất ức. Lâm nhuận nhuận đầu tiên là cho cố thanh chỉ một cái trấn an ánh mắt, nhu hòa mềm giọng nói ra, ta rất thích xưng hô thế này, cũng không cho rằng sẽ bại hoại danh tiết của ta, thấy cố thanh chỉ bối rối rút đi, ngược lại thành vui vô cùng bộ dáng, không tới kịp nhiều lời dư quan liền thoáng nhìn liễu ti nhứ sau lưng vội vã từ trên lưng lừa nhảy xuống chạy tới bóng người không sai nhân vật chính cuối cùng đã tới lâm nhuận nhuận khóe môi dương lên ngửa đầu nhìn về phía đối diện đứng thẳng liễu ti nhứ ra vẻ vô tri hỏi ngươi không thích thanh chỉ phu nhân xưng hô thế này đúng hay không liễu ti nhứ sợ cố thanh chỉ hiểu lầm thốt ra ai nói vậy ngươi cũng muốn làm thanh chỉ phu nhân đi lâm nhuận nhuận tiếp tục đào hố Liễu ti như vốn định thẹn thùng cúi đầu, nghĩ đến cố thanh chỉ là kẻ thô lỗ, cùng người đọc sách khác biệt, nhìn hắn vừa rồi biểu hiện muốn trực tiếp nói rõ mới được, không phải hắn căn bản nghe không hiểu, nàng cất giọng nói, thanh chỉ biểu ca như thế có bản lĩnh, muốn làm nàng phu nhân rất bình thường đi, lại nói ngươi nói ngươi rất thích xưng hô thế này, chẳng lẽ liền không cho phép cái khác nữ tử cũng thích, quá cường thế nữ tử phu quân sẽ không thích, lâm nhuận nhuận đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt vẫn cười nhẹ nhàng ngươi cũng cảm thấy thanh chỉ rất có bản lĩnh nha, chẳng qua ta nghe nói cố thanh lễ nói ngươi không phải hắn không gã đấy, ngẫm lại cũng thế, hắn là người đọc sách, về sau thi đậu công danh ngươi chính là quan phu nhân, tăng thêm hắn có ruộng có có phòng, ngươi thích hắn không phải hắn không gã rất bình thường, liễu ti nhứ trên mặt không vui, cố thanh lễ ở trước mặt người ngoài làm sao nói như thế nàng, cái gì gọi là nàng không phải hắn không gã, hít sâu một hơi, nàng mắt ứa lệ nhìn về phía cố thanh chỉ, có ý riêng bi thương nói ra, hắn nói lung tung. Đáy lòng ta có khác người khác, như thế nào không phải hắn không gả. Bây giờ thế đạo này, đừng nói khảo thủ công danh, khoa khảo có thể hay không cử hành đều nói không chừng đâu. Về phần cố gia ruộng đồng phòng lại không thể để nàng được sống cuộc sống tốt, nàng tại sao phải trên một thân cây treo cổ? Nàng nghĩ tới là ăn ngon uống sướng, xuyên tơ lụa thời gian, mà không phải bồi phu quân cùng một chỗ qua thời gian khổ cực. Ty nhớ, người người đáy lòng có khác người khác không thể tin thanh âm từ phía sau truyền đến liễu ti nhớ thốt nhiên trở lại nhìn thấy một thân chật vật thở hồng hộc chạy tới cố thanh lễ nàng bản năng nghĩ giải thích sau đó sinh sôi ngăn chặn so với hiện tại cần mượn lương thực sống qua ngày cố thanh lễ có thổ địa có hạ nhân có gà việc cố thanh chỉ khả năng xứng với nàng nhiều như vậy gà đợi nàng lên làm cố thanh chỉ phu nhân mỗi ngày bữa bữa uống canh gà những cái này hạ nhân nàng muốn làm sao sai sử liền làm sao sai sử qua qua quan gia phu nhân nghiện Lâm nhuận nhuận trước đối phía sau hai người nắm con lừa Lý Đại Đầu Triệu Hạ ra hiệu, Lý Đại Đầu Triệu Hạ hai người nắm xe lừa dây cương, không mình hành lễ sau mang con lừa ăn cỏ liệu đi, sau đó nhìn cố thanh lễ một bộ như cha mẹ chết thống khổ bộ dáng, lại gặp liễu ti như cắn răng một mặt bộ dáng quật cường, vui xem kịch, cố thanh chỉ nhìn thấy Lý Đại Đầu cùng Triệu Hạ, còn có cái gì không rõ, người là nhuận nhuận để nhận lấy, trách không được nàng mới vừa rồi cùng liễu ti như nói nhiều như vậy chỉ là vì cho cố thanh lễ nghe, cảm nhận được bên cạnh hán tử sa sút cảm xúc, lâm nhuận nhuận kéo hắn một cái ống tay áo, liền gặp cảm xúc sa sút hán tử lập tức ngồi sổng người xuống, lắng nghe nàng nói chuyện, nàng bật cười, xem bọn hắn chó cắn chó một miệng lông đi, về sau có cố thanh lễ cuốn lấy liễu ti nhứ, nàng liền không rảnh đến tiêu nghỉ ngươi, nhuận nhuận đây là quan tâm ta, sao? Cố thanh chỉ không yên hỏi, lâm nhuận nhuận, xem như thế đi bị khác nữ tử nhìn chầm chầm tương lai phu quân, cô gái nào đều sẽ quan tâm một hai. Ừm, kỳ thật nhuận nhuận không làm những cái này cũng không có chuyện gì, ta sẽ phân phó, nàng không phải biểu muội ta về sau không cần thả nàng tiến đến là được. Cố Thanh chỉ an tâm đề nghị, Lâm nhuận nhuận đương nhiên biết thôn xóm bọn họ người sẽ không đi thả liễu ti nhứ tiến đến, nhưng là dạng này quá tiện nghi liễu ti nhứ, nàng không phải ăn trong chén nhìn trong nồi sao. Vậy liền để nàng gà bay trứng vỡ cùng cố thanh lễ nói dốc đi thôi. Tốt nhất hai người này nhanh thành thân khóa kín, đừng có lại đi tai họa nhà khác cô gái tốt. Ti nhứ, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gả ta. Bên kia cố thanh lễ sượng mặt mặt mũi, còn lại là ngay trước lâm nhuận nhuận trước mặt, đối với liễu ti nhứ giải thích một mực không nghe, chỉ cần một cái lời chắc chắn, nói xong lại nói nghiêm túc, hừ, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi, đại sơn thôn muốn gả ta làm vợ nữ tử nhiều không kể xiết, thậm chí thư viện đồng môn còn muốn đem bọn hắn muội muội gả tại ta chỉ là ta đọc lấy hai ta từ tiểu nhân tình nghĩa mới không có nhận lời lâm nhuận ngươi liền thổi a à. chẳng qua lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời liễu ti nhứ ngược lại là đầy đủ quả nhiên liễu ti nhứ chần chờ đã không muốn từ bỏ cố thanh lễ lại không cam lòng bị cố thanh lễ một người bao lấy đặt tại kia xoắn suýt đâu cố thanh lễ gấp trước ngươi không phải nói cố thanh chỉ khỏe mạnh cùng thằng ngu này đồng dạng dáng dấp thô cùng lại lưu sẹo phá tướng, nhìn nhiều sẽ làm ác mộng, còn nói là nữ tử đều sẽ không thích hắn. Chỉ thích phong thần tuấn lãng ta như vậy, làm sao ngươi không sợ rồi, vậy, vậy là liễu ti nhớ mắt liếc cố thanh chỉ sắc mặt, tiếp không được lời nói, cố thanh chỉ không biết nghe câu nào, sắc mặt âm trầm, trước đó liễu ti nhớ khen cố thanh chỉ thời điểm, lâm nhuận nhuận không có sinh khí, bây giờ phê cố thanh chỉ bề ngoài để nàng lửa giận cọ bốc lên, nàng đứng lên, cất bước tiến lên, đối đầu cách đó không xa thời khắc chuẩn bị từ lượng bọn người hô đến đem bọn hắn đuổi đi ra từ lượng bọn người ước gì đem hai cái này người ngoài đuổi đi được mệnh lệnh mừng rỡ ai âm thanh nhanh chân chạy tới bởi vì liễu ti nhứ là nữ tử lý tú đứng ra giống đuổi gà đồng dạng đuổi liễu ti nhứ ta thanh chỉ biểu ca ngươi nghe ta giải thích ti nhứ ngươi ngươi gọi hắn cái gì ta trở về thật tốt nói một chút nhao nhao hỗn loạn đám người toàn bộ rời xa dưới bóng cây trừ xa xa gà mái phát ra ha 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 tiếng vang, chỉ còn lại gió thổi lá cây tiếng xào xạc, khoảng không mà yên tĩnh, Cố Thanh chỉ thô ráp ngón tay xoa lên lông mày đuôi vết sẹo, cúi đầu, ngữ điệu bất an, ta, dáng dấp dọa người, ngươi đừng nhìn liền không sợ, nàng trải qua mấy ngày nay, lại bởi vì nhìn hắn làm ác mộng sao? Dĩ vãng ở trong thôn, xác thực không có nữ tử thích hắn, các nàng đều sợ hắn, nữ sợ hắn, nam cũng sợ hắn, bọn hắn thấy hắn đều đi vòng hắn không dám yêu cầu xa vời nàng thích hắn nhưng đừng sợ hắn có được hay không